Mời các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngu gia sinh ra không ít võ tướng. Nhưng được gọi là tướng trẻ thiên phú dị bẩm thì không ai khác chính là ngu hoán thần. Lúc này hắn đang tở vào mái hiêu màu xanh phủ tuyết, áo giáp màu trắng không gió mà bay, lấy lực lượng của mình đột phát thân vệ của vương phủ đã xong đến trung đình. Nguyên nhân là không mời mà đến, thậm chí hắn còn không rút kiếm. Ngu linh tê chạy tới thở hồng hộc, ở cuối hành lang gọi, huynh trưởng. Ngu hoán thần ngừng bước, ánh mắt nhìn nàng. Ngô Linh Tê xách váy chạy xuống thềm đá, đỏ mặt nghiêm nghị nói, tất cả dừng tay. Bọn thị vệ vô thức nhìn sang bên cạnh, không biết nhận được mệnh lệnh của ai, tất cả đều thu binh khí đứng ở một bên. Ngô Linh Tê thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cổ tay nàng bị nắm rồi bị Ngu hoán thần đi nhanh kéo sang một bên. Muội thế nào? Có bị thương không? Ngũ hoán thần thấy tóc tai nàng bù xù, xiêm y đơn bạc, đôi lông mày anh khí càng nhíu chặt hơn, Tuyết rơi nhiều như thế này mà siêm y dày chống lạnh cũng không có, là hắn cố ý bắt nạt muội sao? Không phải? Ngô Linh Tê lắc đầu, là muội nghe nói huynh trưởng tới, vui mừng trong lòng nên không kịp mặc quần áo chỉnh tề. Ngô Hoán Thần cởi khăn tràng ra khoác lên trên người muội muội, lo lắng nói, "Hắn bắt nạt muội." Ngô Linh Tê sững sốt một chút mới phản ứng được ý tứ bắt nạt này. Dù sao bộ dạng này của nàng cũng giống như vừa mới ngủ dậy rõ ràng cho thấy là vừa mới trên rừng vội vã chạy tới đây nàng lộ ra nụ cười sạch sẽ giọng nói ấm áp không có bị bắt nạt muội ở đây mọi thứ đều tốt lời này cũng không tính là nói dối tuy rằng thỉnh thoảng ninh ân hay làm mấy chuyện xấu hù dọa nàng nhưng tất cả đều chưa đến điểm mấu chốt khi thực sự phát điên thì hắn cũng chỉ dám cầm lưỡi đao ngu linh tê nắm trong tay hướng vào hầu kích của chính mình ngu hoán thần nửa tin nửa ngờ nhìn nàng cung biến ngày hôm đấy phòng thủ trong phủ lòng lèo làm liên lụy đến tuế tuế là huynh không tốt sau khi trở về không thấy muội chúng ta đều sắp phát điên hắn gần giọng nói cho đến khi lâm chiều mới nhìn được túi thơm bên hông tĩnh vương nhận ra là do muội theo lúc này mới chắc chắc muội ở phủ tĩnh vương muội muội hiểu nhất là theo hoa văn thỏ may mắn người ngu già ai cũng có một con đối với châm pháp của nàng đều rất quen thuộc Túi thơm con thỏ kia ngu hoán thần đeo 3 bốn năm cho đến năm nay sau khi thành hôn thì hắn mới đổi thành túi thơm cây nho tô hoàn theo. Muội biết huynh có thể nhận ra. Có điều, việc này thật sự không liên quan tới Ninh Ân. Ninh Ân biết túi thơm kia để truyền tin cho huynh nhưng hắn vẫn chọn đeo nó. Việc này đã cho thấy thái độ của hắn. Ngu Linh Tê sợ hiểu lầm càng sâu sắc hơn, liền giải thích là sau chuyện vương lệnh thanh chó cùng rứt dậu thất bại. Nghe nói thất hoàng tử từng luân lạc làm nô nên bắt muội tới đây đưa cho hắn, dùng cái này để đổi lấy cơ hội. Vương lệnh thanh. Ngu hoán thần trầm tư, nội tình việc thất hoàng tử lưu vong vẫn chưa được bày ra ngoài sáng, một chó săn nho nhỏ ở Đông Cung làm sao biết được. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận liền nghe thấy muội muội hỏi, mà thế cục bây giờ như thế nào? Một vũng nước đục ngầu. Đề cập đến việc này, vẻ mặt ngu hoán thần liền nghiêm trọng hơn, đám người mới của đảng cũ dục dịch, trung quy là không sợ chết thừa dịp loạn kiếm một chén canh khó trách nhiều ngày nay trên người ninh ân có rất nhiều vết huyết ngu linh tê nhẹ nhàng nhíu mày tạm thời không đề cập đến những thứ này ngày hôm trước huynh với phụ thâm muốn lấy công đổi lại thu hồn lệnh tứ hôn hoàng thượng đã ban ra nhưng hoàng thượng lại giả vờ không biết nói mình không biết gì ngu hoán thần nói trước khi đại hôn không biết sẽ có biến cố gì trước tiên muội trở về nhà với huynh ngu linh tê mặc chiếc áo tràng rộng của huynh không hề động đậy Ngu hoán thần quay đầu lại, gọi, tuế tuế. Ngu linh tê hít một hơi sâu, ngẩng đầu nói, muội muốn ở bên cạnh ninh ân. Tuế tuế không quay về. Ngu hoán thần có chút kinh ngạc, ánh mắt lập tức trầm xuống, tĩnh vương uy hiếp muội, muốn muội lưu lại làm con tim. Muội nói, là muội muốn ở lại. Ngu linh tê thở ra làn khói trắng, ánh mắt dịu dàng nói, lần thứ nhất là muội không có lựa chọn nào khác. Lúc này là muội không muốn bỏ chàng ấy. Chuy rằng hiện nay cục diện triều đình rối loạn nhưng ít ra Ninh Ân không còn là vệ thất chịu nhục, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc trước kia. Nhưng ngu hoán thần vẫn không yên lòng. Trong triều những hỗn loạn nhỏ không ngừng, Ninh Ân lại quá tài năng, hắn làm sao có thể yên tâm để muội muội ở lại chỗ này. Không được, muội muốn đánh cược một lần, đại ca. Ánh mắt ngu linh tê kiên định, suy nghĩ trong sạch nói, nếu đại hôn không có kết quả cuối cùng, muội sẽ chấp nhận số phận. Cách đại hôn còn 4 ngày, làm sao có thể kịp ngu hoán thần nghiêm mặt nói muội đang dùng mạng mình đi đánh cược tuế tuế nếu không chọn chàng ấy muội sẽ hối hận cả đời thấy ngu hoán thần không chịu nhà ra ngô linh tê mím môi cười cười nói cho đại ca một bí mật trong mắt nàng hiện lên một tia trong suốt tiến lên một bước nói huynh cho là chúng ta lo lắng vì chuyện tứ hôn ninh ân thì không lo sao Người kia chỉ cần nhắc đến chuyện hôn sự của nàng với tiết gia đều cắn răng nghiến lợi vì chua. Vì vậy ngô Linh Tê muốn đánh cược một lần, cược vị trí của nàng trong lòng Ninh Ân. Ngu Hoán Thần không nói gì, trong mắt có vẻ dãy ruộng. Ngu Linh Tê nhẹ nhàng kéo tay áo Ngu Hoán Thần, dụ dỗ nói, muội tiễn huynh trưởng xuất phủ, được không? Ngu Hoán Thần nhìn muội muội hồi lâu cuối cùng thở dài một hơi. Ngu Linh Tê lộ nụ cười trong treo, tự mình tiễn huynh tới trước cửa phủ không được, vậy vẫn quá mạo hiểm. Ngu hoán thần ra tới cửa phủ lại quay trở lại, kéo cổ tay của muội muội huynh lo lắng. Hắn vừa chạm vào cổ tay ngu linh tê liền nghe thấy một chàng tiếng xé gió kéo đến. Quanh năm ở chiến trường kiến hắn luyện được phản ứng, trước tiên ngu hoán thần buông tay sau đó một mũi tên bay qua bao tay của hắn ghim sâu vào gạch lát sàn ở đằng sau. Tức thì viên gạch nốt ra những đường vân như mạng nhện, mũi tên mạnh đến mức ghim sâu xuống đất hai tấc, đuôi mũi tên không ngừng rung rung. Ngu hoán thần liếc mắt nhìn ống tay áo bị xé rách, mặt sầm lại. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh thu tay lại thì mũi tên này không chỉ làm rách tay áo của hắn rồi. Tuế tuế, huynh muốn muội hiểu rõ. Ngu hoán thần chỉ mũi tên trên mặt đất kia, muội muốn ở lại bên cạnh người nguy hiểm như thế này sao? Ngô Linh Tê biết, một khắc đồng hồ đã hết. Chàng ấy chỉ sợ huynh đưa muội đi, giống như lần trước. Ngô Linh Tê mím môi, cởi áo khoác ngoài của ngu hoán thần xuống rồi đưa trả cho hắn. Mỗi ngày muội sẽ viết thư báo bình an cho gia đình. Lần này dung túng cho tuế tuế được không? Tâm tình ngu hoán thần vô cùng phức tạp. Hắn nhận lấy áo khoác ngoài đi vào bước ra bên ngoài rồi dừng lại. Hắn quay đầu nhìn muội muội một lúc lâu cho đến khi nàng cười phất tay mới nặng nề bước xuống thềm đá, trở mình lên ngựa. Trên mái hiên tuyết rơi, xoạch một tiếng vang nhỏ. Huynh trưởng đi rồi, trong mắt Ngu Linh Tê nhìn mũi tên ghim trên viên gạch khẽ thời dài một cái. Nàng dùng hai tay rút mũi tên ra, nắm trong tay ước lượng sau đó xoay người đi đến tầm điện. Bây giờ, nên tính sổ với người điên phía sau cánh cửa đóng kín kia. Trong tầm điện không có ai đi theo hầu hạ, Ninh ân chân trần ngồi trên giường nhưng vẫn duy trì tư thế khi nàng rời đi, vuốt vuốt khối ngọc màu đen trong tay không biết đang suy nghĩ gì. Ngu Linh Tê hiếm khi thấy dáng vẻ hắn yên lặng như vậy nhìn thấy ngô linh tê sắc mặt bình tĩnh đi vào cửa rõ ràng hắn giật mình sau đó mới chầm chậm lộ ra nụ cười nàng đã về hắn làm như không có việc gì cất khối ngọc kia về tủ đầu giường đã muộn hai tức cái này là sao ngô linh tê nhíu mày thở phì phì ném mũi tên lên trên bàn trà trước mặt hắn cái này ninh ân cầm lấy mũi tên ngón tay gõ gõ đầu mũi tên lạnh như băng phát ra âm thanh keng bản vương xưa nay mang thù vì vậy nói cho Lý Cửu nếu ngu hoán thần dám đưa nàng đi thì phế một tay của hắn. Thấy ngu linh tê trợn mắt, hắn không thèm để ý nói, phế một tay mà thôi, còn chưa sát hắn. Đó là huynh trưởng của ta. Ngu linh tê đứng đối diện hắn, vẻ mặt nghiêm túc, chàng muốn đả thương huynh ấy, còn không bằng làm ta tổn thương thì hơn. Làm sao ta có thể làm tổn thương linh tê được? Ninh ân cười cười, chậm rãi nói, linh tê sẽ không bao giờ mắc sai lầm sai đều là người khác sai vậy thì xin lỗi ta chưa rời đi cùng huynh trưởng kế hoạch của điện hạ thất bại ngô linh tê ôm cánh tay ngồi xuống bên cạnh hắn hiện tại điện hạ nâng đỡ lên tận đám mây nếu cam tâm tình nguyện bỏ qua thân phận làm gian phu của ta vì sao ta phải đi minh ân ngước mắt nhìn sắc mặt ung dung của nàng một lát hỏi nàng nói cái gì ta nói ta muốn ở lại đây mỗi chữ ngô linh tê đều nhấn mạnh dù trong người ta có hôn sự do hoàng đế tứ hôn nhưng bốn ngày sau kiệu hoa không có người, tiệc cưới loạn thì ta cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng là do tĩnh vương điện hạ lưu ta lại, là điện hạ luyến tiếc ta. Làm càn, Ninh ân híp híp mắt. Chẳng lẽ không đúng sao? Đại ca bị ta chọc tức bỏ đi, cha mẹ cũng không quản nữa, bây giờ ta không có nhà. Dĩ nhiên Ngu Linh Tê càng nói càng xúc động, nhịn không được sống mũi cay cay, quay mặt đi chỗ khác nói, nếu điện hạ không quản, cũng lắm thì bốn ngày sau chúng ta cùng chết. Ninh ân hồi lâu cũng không trả lời. Tĩnh vương điện hạ luôn thích chê cười người khác lúc này lại cực kỳ ngoan ngoãn, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng yên lặng nhìn ngu linh tê, trong lòng ý nghĩ đê tối lại trào lên. Linh tê lại ạt à ta rồi. Hắn giống như nói cho mình nghe, nhìn lướt qua túi thơm đường mai linh tinh trên hông mình, chậm gì gì nói, dù sao tự mình làm túi thơm cũng chỉ là truyền tin tức cho ngô gia. Ngô linh tê không thể tin nhìn hắn có đôi khi nàng thật sự hận không thể mở đầu ninh ân ra nhìn xem bên trong chứa những thứ gì. Nàng đưa tay ra kéo túi thơm xuống. Một tiếng vang nhỏ, ý cưới yếu ớt dưới mắt ninh ân ngừng lại. Hắn tóm lấy cổ tay của nàng, nhìn nàng giọng nói dịu dàng, nhận lúc ta còn chưa tức giận thì trả về. Ngoan! Đã biết dụng ý của ta vì sao chàng còn can tâm tình nguyện đau thứ này. Ngô Linh Tê không nhìn được hỏi, chàng thông minh như vậy làm sao không nghĩ đến việc mở túi thơm nhìn một chút. Nàng tức giận đem túi thơm ném về người Ninh Ân sau đó quay người ngồi ở cuối giường, quay lưng không để ý tới hắn. Ninh Ân nghi ngờ, nháo nhéo cái túi thơm màu xanh đậm. Cảm giác hình như có chút không đúng. Hôm qua sau khi cầm được thứ này hắn bận việc công vụ, chỉ lúc mệt mỏi mới cởi xuống hít mùi hương trong đó. Giống như uống thuốc độc giải khát, mang theo tỉnh táo vời tình nguyện tự làm khổ chính mình rơi vào trầm mê, không nghi ngờ bên trong có bỏ thêm thứ gì khả nghi. Ninh Ân trần trừ trong chốc lát cuối cùng tháo chiếc dây buộc chặt túi thơm ra, đổ hương liệu với bông ở bên trong ra. Ngoại trừ bạc hà, đinh hương cùng với các hương liệu thường gặp bên trong còn có hai hạt đậu đỏ lớn bằng đầu ngón tay. Trên đậu đỏ có khắc chữ, một viên khắc chữ tuế, viên còn lại khắc chữ thất. Bỗng nhiên Ninh Ân an tĩnh lại, mí mắt rũ xuống, lòng bàn tay vuốt ve hai hạt đậu khắc chữ vụng về kia. Lại rũ túi thơm bên trong lại rơi ra một tờ giấy gấp, bên trên viết hai câu bằng chữ nhỏ cực xinh đẹp. Song sinh thật may mắn, gặp người không hối hận. Song sinh thật may mắn, gặp người không hối hận. Trong lòng Ninh Ân âm thầm đọc lại một lần, sau đó cười nhẹ một tiếng giả vờ bình tĩnh nói, đều nói một đời một kiếp nhưng vì sao Linh Tê lại viết song sinh. Ngô Linh Tê nghiêng đầu sang chỗ khác, ồm ồm nói, bởi vì một đời không đủ để chàng rửa cho quỷ. Thả đậu đỏ trong túi thơm là tín vật đính ước nói rõ của nữ tử trong kinh, ngụ ý đời đời kiếp kiếp, tương tư không quên. Nàng làm hơn nửa đêm mới làm được vậy mà người điên ninh ân này lại không có hiểu ý, khó trang sáng sớm đã âm dương quái khí. Thiếu nữ dịu dàng trong sáng, một mình thở dài chính là một bức tranh cảnh đẹp ý vui. Ninh ân nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay chốc lát bỗng nhiên cười nhẹ ra tiếng, càng cười lớn cho đến khi hai vai run run, đuôi mắt cũng đỏ lên vì cười. Ngô Linh Tê chưa bao giờ nhìn thấy Ninh ân cười tùy tiện như vậy, không khỏi cao mày nhìn hắn. Ninh ân bám vào vai nàng, Ngu Linh Tê muốn thể hiện bản thân còn đang tức giận liền quay người tránh ra. Ninh ân làm lại lần nữa, nàng lại tiếp tục tránh đi, khó có được một lần cốt khí như vậy. Vì vậy Ninh ân ôm cả người nàng vào trong lòng, sau đó cánh tay siết chặt, áp cầm lên đầu nàng nhẹ nhàng vứt về. Một câu hắn cũng không nói, hẳn vĩnh viễn sẽ không nói xin lỗi. Đây chính là cách xin lỗi của hắn. Chàng xong rồi. Ngô Linh Tê buồn bực ở trong ngực hắn, bao dung và mỏng manh, ta ỉ vào chàng rồi, người điên. Ninh ân ôn nàng chặt hơn giống như muốn nàng hòa vào cốt nhục của mình, giấu ở đầu quả tim. Được, hắn cười dịu dàng và điên cuồng, khẽ cắn tay nàng, cùng xuống địa ngục với tên điên đi. Cách trường, Ngô Linh Tê không muốn xuống địa ngục chung với Ninh ân. Ở thế gian này còn nhiều người tốt như vậy, phong hoa tuyết nguyệt, núi sông vạn dặm, nàng muốn đi với Ninh ân hết những nơi đó để chữa tất cả những khuyết điểm ở kiếp trước thành hoàn thiện. Nhưng Ngô Linh Tê vẫn có một chút sức lực như vậy, không chỉ vì mũi tên kia bắn về phía huynh trưởng, càng không phải do tính cách cố chấp suy nghĩ lung tung của Ninh Ân, nàng cũng không tính bỏ qua chuyện này. Sau đó ta sẽ thường xuyên báo tin bình an cho người nhà, nói cho họ biết ta ở chỗ này rất tốt cho đến hết 4 ngày thiên hạ đại loạn. Nàng nhân cơ hội này nói ra yêu cầu với hắn, nếu chàng không yên tâm thì có thể xé xem nội dung trong thư nhưng ta không cho chàng ngăn cản biết chưa? Về mặt Ninh Ân không hề có cảm xúc, hắn véo nhẹ thịt ở eo nàng. Gần như hiểu rồi. Giọng nói của hắn mang theo sự thoải mái và lười biếng, hắn chậm chạp nở nụ cười nhẹ nhàng, người bình thường nói những lời nói này với bản vương sẽ bị rút đầu lưỡi đấy. Ngô Linh Tê hừ một tiếng, xoay người ở trong ngực hắn, bỏ hương liệu rơi đầy giường với đậu đỏ, giấy hoa tiên sắp xếp lại một lần nữa vào trong túi thơm, kéo căng dây thừng rồi thắt một nút thắt một mối thắt xinh đẹp, rồi nàng lại buộc ở trên đai lưng của Ninh Ân. Cái này ta chỉ đưa một lần, chàng phải giữ kỹ đấy. Nàng mặc phong phanh, lúc nãy lại ra ngoài bị gió thổi nên bây giờ đầu ngón tay đã lạnh đến mức hơi đỏ lên. Ninh Ân kéo cơ thể của nàng vào trong lòng, một tay mở vạt áo cầm lấy tay nàng đặt ở trên lồng ngực mình, dùng nhịp tim nóng bỏng nhất của bản thân sưởi ấm đầu ngón tay của nàng. Bàn tay lạnh như băng thình lình áp sát ở vị trí trái tim, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương tất nhiên cũng không dễ chịu nhưng ninh ân lại càng siết chặt bàn tay của nàng hơn một chút nụ cười trầm thấp làm chấn động nửa gò má của ngu linh tê đã áp trên lồng ngực hắn tê dại hắn chậm rãi vỗ về mái tóc ngu linh tê dùng cơ thể của mình ghì chặt nàng nhiệt độ trong lòng nóng bỏng đến mức đầu ngón tay nàng hơi cuộn tròn lại trước ngày thành hôn ninh ân vẫn đi sớm về muộn như cũ có lúc cả ngày đều bận bịu đến mức ngay cả đêm cũng không thấy bóng dáng lúc hắn rảnh rỗi lại im lặng cùng nàng pha trà và nói chuyện giống như hắn đã quên mất hai nhà ngu gia và tiết gia có một cuộc hôn ước do thiên tử ban cho. Thuộc hạ gia ra vào và bấm báo công việc trong chiều, từ việc Huệ Tần đột ngột phát nổ chết, tiểu hoàng tử điện hạ chưa tới một tuổi đã đưa đến bên cạnh hoàng hậu làm con nuôi, còn nhắc đến việc điều động các quan chức ngự sử đài thì không rõ chi tiết, nhưng lại chưa có một ai nói là liên quan đến việc hủy hôn ước. Ngô Linh Tê cầm bút đã thấm mực chỉ có thể tức giận chấn an mình, vậy thì để xem ai dễ xúc động trước đi nàng chuẩn bị một bức thư gửi về cho nhà, báo cho người nhà mình vẫn đang rất mạnh khỏe, việc sắp xếp kết hôn bái đường vẫn tiến hành như bình thường để tránh khỏi bị người ta bắt được nhược điểm vân vân. Viết thư xong nàng thổi khô mực, mới xếp thư nhà lại giao cho người hầu ở ngoài cửa, sau đó trở về phòng nằm trên giường nhỏ, bùng thõng tay mặc kệ. Sau một chén trà, bức thư nhà này đã đến trong tay Ninh Ân. Một tay hắn chống ở huyệt Thái Dương, ngắm nghĩa tờ giấy viết thư mỏng, tấm mắt hơi dừng lại trên dòng chữ viết tiến hành kết hôn và bái đường vẫn sắp xếp như bình thường. Vài tên thuộc hạ thân tín chỉ biết đứng một bên im lặng đợi mệnh lệnh. Từ khi trong cung xảy ra chuyện đến nay, chức vị trong triều có vô số chỗ trống, chỉ có hộ bộ là nơi không thiếu người nhất và binh bộ thì công việc lại béo bở. Mà quan cờ mà Ninh Ân đã mai phục sẵn chính là ngôn quan ở ngự sử đài. Hắn nhìn thấy lợi ích trước mắt nên khống chế viện ngự sử đài trước, vì thế lập tức kiếm chế được chiều gió của triều đình. Cũng không biết bao lâu trôi qua, tĩnh vương điện hạ mới thông thả chậm rãi xếp giấy viết thư lại ra lệnh, bảo người ngự sử đài chuẩn bị bản tấu trương. Cung khôn ninh, thôi ám khom người đi vào điện. Hắn ta nhìn thấy hoàng hậu đang ngồi trên giường nhỏ dỗ tiểu hoàng từ ngủ, lập tức thuận lợi nhận lấy lực dày trên tay cung nữ chậm rãi trải tóc cho hoàng hậu. Đứa trẻ trong tã lót vẫn chưa tròn một tuổi, không biết mẹ ruột của mình đã mất, đang ngủ thật say xưa. Hoàng hậu bình tĩnh ngồi dậy, phát tay lên cho cung nữ lùi đi. Thôi ám lập tức dùng giọng chậm rãi bẩm báo. Nương nương, liễm ngự sử mới nhậm chức sẽ rời khỏi nhà trước hai khắc, ông ta đang chuẩn bị vào cung gặp vua. Hoàng hậu liếc nhìn nắng chiều chiếu trên mặt tuyết động bên ngoài, nói, thời gian này ông ta có chuyện gì phải báo sao. Thôi ám trả lời, có người nói, trong tay ông ta có một ít chứng cứ bất lợi cho tiết hữu tướng, người có cần thần ra tay. Gửi bức thư cho tiết ra, ngươi với ta không cần chảy chung với nước đục, Ánh mắt trống rỗng của hoàng hậu rơi vào trên người đứa bé đang ngủ say, hỏi mấy đứa thị thiếp ở Đông Cung mang thai sao rồi. Hoàng thượng nhớ đến ả ta đang mang thai nên vẫn chưa xử tử, đang giam trong cung ở dịch đình, bây giờ cũng sắp đủ tháng mang thai rồi. Thôi ám dừng lại một chút, mới nói tiếp, nếu có sinh con ra được thì đời đời này vẫn làm nô. Nếu như thế thì không cần sinh nữa, miễn cho bệ hạ đột nhiên nhớ ra ngày nào đó sẽ cảm thấy buồn phiền trong lòng hoàng hậu vỗ về tiểu hoàng tử trong tã lót không chút gợn sóng nói xử lý đi nơi ở phía tây của ngu phủ người hầu đang treo chữ hỉ bằng màu lụa đỏ ngu hoán thần vừa nhìn thấy tiết sầm đến nhà cũng hơi bất ngờ dù bây giờ quan hệ giữa hai nhà bằng mặt chứ không bằng lòng hay là hiện tại hắn vẫn đang gánh thân phận vị hôn phu thì cũng không nên tới cửa vào lúc này tiết sầm gầy đi một chút nhưng vẫn có vẻ đẹp anh tuấn và nho nhã hắn vừa mở miệng chỉ hỏi một câu a à thần nhị muội muội vẫn khỏe chứ trong lòng ngu hoán thần căng lên suýt chút nữa hắn đã cho tiết sầm biết tin tức muội muội đáng yêu của mình đang ngủ ở phủ tĩnh vương rồi nhưng rất nhanh hắn đã từ bỏ ý định này ánh mắt tiết sầm nhìn rất sạch sẽ và dịu dàng giống như chỉ vì lâu rồi không nhận được tin tức gì về ngu linh tê nên không chịu được lo lắng cho nàng tuế tuế rất khỏe ngu hoán thần lập tức trả lời tiết sầm hơi thả lỏng thở dài lại nói có thể làm phiền A thần truyền lời cho nhị muội muội thay ta rằng ta có thể nói chuyện với nàng ấy trong một lát không? Đương nhiên là không thể. Lúc này gặp mặt thật không đúng lễ. Ngày mai đã là ngày kết hôn. Nói đến đây, ngu hoán thần cảm thấy một trận vi diệu. Trong lòng hắn đã cực kỳ rõ ràng rằng e sợ ngày mai không có ngày kết hôn gì chỉ có trời đất xoay chuyển đến loạn một trận. Lòng của tuế tuế ngốc buộc chặt lên người thất hoàng tử rồi, nàng về là vì hắn mà trốn đi cũng do hắn nhưng tuyết sầm lại không biết chuyện gì cả hắn chỉ nhíu mày đành nhường bộ một bước tại ta đến quá đột ngột có điều ta thấy a thần đã bảo vệ nhị muội muội cẩn thận trong hai ngày nay rồi ngày ấy ta từ phủ tĩnh vương trở về đã cảm thấy tâm tình không yên nên luôn lo lắng nàng ấy có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn hắn dùng giọng cười đùa nói ấm áp chỉ mong là tại ta nghĩ nhiều nàng ở trong phủ tướng quân thì có thể xảy ra chuyện gì bất ngờ được a sầm tâm trạng ngu hoán thần phức tạp Hắn với Tiết Sầm đã quen biết năm mươi mấy năm, từ nhỏ họ đã ngứa mắt nhau như tú tài gặp nhà binh đến khi thành niên đến trưởng thành họ cũng không có gì giấu giếm nhau nữa. Không có ai hiểu rõ con người của Tiết Sầm ra sao như hắn. Tên này thật sự trong sạch, ba đời người đi trước đều bảo vệ hắn sạch sẽ đến mức có chút ngứa ngẩn. Nhưng ngu hoán thần lại thích hắn nhất ở một điểm chính là đứng trên cương vị của hắn lại không có chút tính toán và cũng sẽ không phụ bạc muội muội nhà mình. Nhưng mãi đến tận hiện tại, Tiết Sầm vẫn còn khờ dại cho rằng có biện pháp ổn thỏa cho cả hai bên, ai cũng sẽ không chịu tổn thương ai. Ngu hoán thần biết Tiết Sầm vô tội, nhưng hắn vẫn sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho người của Tiết Gia, đây cũng là danh giới cuối cùng của hắn. Không có gì. Ngu hoán thần thấy Tiết Sầm quang ánh mắt nghi ngờ tới chỗ mình, mới sửa lời nói, tuế tuế vẫn đang rất an toàn, người yên tâm được rồi. A à thần, chẳng biết vì sao đột nhiên Tiết Sầm có một cảm giác xúc động, như muốn bật thốt lên hắn nuốt một ngụm nước bọt vào cổ họng, một lúc lâu sau mới hỏi, dù tương lai xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn là bạn tốt chứ? Ngu hoán thần suy nghĩ trong chốc lát, lại nói, đương nhiên rồi. Tiết sầm gật đầu. Hắn cẩn thận hành lễ, sau đó mới xoay người đi đến xe ngựa. Trong xe ngựa, tiết sầm nhắm mắt dựa vào thành xem, ngón tay nắm chặt. Vừa lúc này chỉ trong nháy mắt thôi, hắn rất muốn thẳng thắn nói huynh trưởng của mình đã cùng với thôi ám tham gia vào vụ án lương thực cứu tế. Nhưng hắn lại nhớ tới lời tổ phụ và phụ thân nói, đành cố sức nuốt mạnh lời vừa mới tới miệng vào trong bụng. Mờ mịt qua đi trong phút chốc, lại nghênh đón sự tự trách càng nặng nề bao trùm đến, hắn cảm thấy xấu hổ vì bản thân thấp hèn của chính mình. Vào đêm, gió sen vào những hạt tuyết rơi xuống, không khí tràn ngập lụa vui mừng phấn khởi. Gà gáy canh năm, trên dưới tuyết phủ đã bắt đầu tất bật, vô số tỷ nữ và nô tài đi tới đi lui, bưng trái cây trầm hương, trang trí một buổi lễ kết hôn lớn nhất và thịnh soạn nhất trong kinh thành sau nhiều năm trở lại. Tiết sầm cả đêm không ngủ, hỷ phục màu đỏ chót được xếp gọn gàng trên giá gỗ lộng lẫy dưới ánh nến màu vàng nhạt, trên vạt áo còn theo những đám mây chìm trông rất sống động. Hắn đắm chìm trong giấc mộng vui mừng và xa hoa này một hồi, nhất thời gỡ xuống tâm sự đầy bụng xuống, nghiêm túc tắm rửa thay y phục, cúi người hành lễ đến sảnh đường nghe tổ phụ dạy dỗ. Lúc hắn đi ngang qua thư phòng lại nghe được giọng tuyết phụ đè thấp giọng quát lớn truyền ra. Thất bại rồi. Ông ta hỏi, giọng chưa bao giờ nghiêm khắc như bây giờ. Tai mắt trên đường quá đông, người của chúng ta không ngăn được. Giọng nói khàn khàn, rõ ràng đó là giọng của huynh trưởng. Tiết sầm không kìm được lòng mà ngừng bước chân. Không gian trong thư phòng yên tĩnh một lúc, mới truyền ra giọng của phụ thân, đi thăm dò xem, cuối cùng ai ra lệnh sau lưng. Không cần, giọng già nua và khàn đặc của tổ phụ vang lên mang theo chút sự uể oải nhị lang đã thành ra bộ xương già này của ta cũng nên nhường cho người hiền cơ nghiệp của tiết gia sớm muộn gì cũng sẽ giao lại vào tay trong hai người trẻ tuổi bọn nó theo cửa mở ra tiết hữu tướng mặc quan bào chống gậy chậm rãi bước ra tiết sầm lập tức lùi đến một bên cung kính nói tổ phụ muốn vào cung sao tiết hữu tướng thở một ngụ khí nặng vuốt cầm nói đúng vậy Hôm nay là ngày vui lớn của Tôn Nhi, người có việc gì gấp. Những chuyện này không cần ngươi phải quan tâm. Tiết Hiếu Tướng cắt lời hắn, chuyện ngươi làm duy nhất chính là thuận lợi cưới ngu nhị cô nương vào cửa, không nên phụ lòng yêu ái của Hoàng thượng. Tiết Sầm nhìn theo tổ phụ lên xe ngựa vào cung, trong lòng có sự bất an mơ hồ. Cũng may qua nửa ngày, hắn có thể bái đường và thành thân với người mình yêu. Hắn không đòi hỏi nhi muội muội yêu mình, nhưng nếu như chỉ có kẻ nắm quyền thế mới bảo vệ người mình yêu thì hắn cam tâm học tập theo con đường làm quan, cố gắng trở nên mạnh mẽ để ở bên nàng, bảo vệ nàng cả đời. Đây là chuyện hắn nợ nàng. Ngày đó diễn ra lễ thành hôn lớn. Giờ mão, trước khi lên chiều. Hoàng đế đã đau đầu cả một đêm, đầu tiên là người ngự sử đài liên kết kết tội tiết phủ và cách chức các cá nhân có quan hệ thân thiết với thái tử. Tiện đà lại có ngu đại tướng quân và cung phát biểu ý kiến, cầu xin cởi chức quan đi về với người nhà. Hoàng đế làm sao tự chặt cánh tay mà chấp nhận cho Ngụ Uyên từ chức về quê được. Lúc ông ta đang đau đầu đã nghe được thông báo của nội thị, bệ hạ, Tiết Hữu Tướng đã quỳ ở ngoài điện xin cầu kiến. Tiết Hữu Tướng là người cao tuổi hiếm còn lại trong triều, thời tiết giờ còn là mùa đông giá rét, hoàng đế cũng có mấy phần cảm thông, thở vài tiếng mới mệt mỏi nói, truyền. Trên đầu gối của Tiết Hữu Tướng ướt một mảnh do quỳ, dây tóc đều dính băng tuyết lạnh lẽo, vừa vào điện đã run rẩy chống gậy quỳ xuống. Ông ta dùng chán chạm đất, dập đầu nói, thần tuổi già hoa mắt ủ tai, khó có thể tận chức ở ngôi vị cao nên xin hoàng thượng cho lão cáo lão hồi hương, mong rằng bệ hạ ân chuẩn. Lời này vừa nói ra, lòng hoàng đế cũng chìm đi một nửa. Như thế thì chắc chắn chuyện tiết ra kết giao với phế thái tử trong bóng tối đã là thật đến 89 phần 10 rồi, những lá thư chưa kịp thiêu hủy kia cũng không phải là giả. Tiết hữu tướng này là một con hồ ly xa đời nên mới nghĩ đến việc bỏ xe mới đảm bảo tốt nhất, ông ta chủ động từ chức để bảo vệ sự cố xảy ra cho đường tương lai của hai đứa cháu trai. Nghĩ đến đây, hoàng đế thở dài một tiếng. Ông ta đã ngồi trên vị trí này hơn 20 năm, quay đầu nhìn lại, người chung cũng không phải chung mà người gian cũng không phải gian. Hầu như tất cả mọi người đều đi ngược ý của ông ta. Lẽ nào, đây chính là sự trừng phạt của ông trời cho ông ta sao? Người trần chọc cả đêm không ngủ còn có ngu linh tê. Chân trời vừa bừng sáng, bên kia, ninh ân vẫn không nghe chút tiếng động nào hay là hắn lại không về cả đêm hôm nay là ngày cưới của nàng nàng phải gả cho tiết sầm ngô linh tê dùng sức ngồi dậy tuy nói dù ninh ân không quan tâm đến chuyện này ngu gia cũng sẽ không đành lòng để cho nàng xuất giá mù quáng như thế nhưng ninh ân lại không như vậy giờ thìn lúc nàng đang trang điểm và mặc hỷ phục cuối cùng ninh ân cũng xem như ung dung đến muộn Ngô Linh Tê vừa nghe tiếng động hắn về phủ lập tức xoay người bò lên, theo tiếng động mà tìm đến thư phòng. Thuộc hạ vừa nhìn thấy nàng vào cửa đã ngầm hiểu ý, chỉ ôm quyền sau đó lui ra. Ninh ân khoác áo choàng trên mặt thấm xanh lạnh không ngủ cả đêm, hắn đang ném một ít công văn không biết có nội dung gì vào trong chậu than đang cháy. Ánh lửa bùng lên, hắn vuốt vẻ ngọc chạm khắc có tỷ lệ quen thuộc trong tay. Ngô Linh Tê đứng ở nơi đó một lát, nhịn không được ngồi xuống đối diện hắn, đè giọng nói, hôm nay là ngày thành hôn của ta, nhưng hỷ phục của ta đã bị chàng cắt hỏng rồi." Ninh Ân nông mắt nhìn nàng. Ngô Linh Tê càng nghĩ càng oan ức, nhăn mày, "Chàng đền cho ta đi." Cách trường. Sắp tới lễ thành hôn, cuối cùng Ngô Linh Tê đã thiếu kiên nhẫn. Nàng cũng không biết Ninh Ân đang tính toán cái gì, hay hắn thật sự đã chuẩn bị chết chung với nàng. Rốt cuộc thì quy luật tốt đẹp nhất của một kẻ điên vẫn nên là chết. Ninh Ân thấy hiếm khi Ngu Linh Tê sốt ruột như thế, trong mắt hiện lên ý cười thật nhỏ, hắn dựa nửa người vào ghế, hiện tại ta sẽ đền hỉ phục cho nàng, nhưng sợ là không kịp được. Thì ra chàng cũng biết không còn kịp sao. Ý chính của Ngũ Linh Tê không phải là đòi lấy hỉ phục, nàng chỉ chờ những lời này. Gương mặt nàng nở nụ cười yêu kiều, dịu dàng, nếu y phục không kịp thì mời điện hạ rời khỏi ngu phủ như năm đó, hãy mang đến một thứ gì đó cho ta hài lòng trong vương phủ để làm của hồi môn. Nghe được ba chữ của hồi môn, đôi mắt ninh ân hơi nheo lại. Ta muốn lấy sự trong sạch của điện hạ. Ngô linh tê nhấp môi nói. Ninh ân vút ve miếng ngọc chạm khắc trên một tay, bất ngờ hỏi lại, lấy cái gì? Sự trong sạch của điện hạ. Ngô linh tê lặp lại một lần nữa vô cùng nghiêm túc và rõ ràng. Lúc này ninh ân đã nghe rõ, đôi mắt hơi mở lớn, lần đầu hiện hắn thể hiện sự ngạc nhiên rõ ràng như thế. Sau khi gạo nấu thành cơm rồi, tự nhiên ta cũng sẽ mất đi tư cách phụng chỉ thành hôn. Ngô Linh Tê mặc áo đơn chiếc eo nhỏ ngồi ở đối diện, vừa như đang nói thật lòng, đến lúc mọi chuyện bại lộ, ta sẽ nói là tĩnh vương Điện Hạ mới là gian phù với ta. Từ lâu ta với Điện Hạ đã sớm mờ ám qua lại với nhau, cùng lắm thì chúng ta cùng là cặp uyên ương số khổ thôi mà. Ninh Ân bị nàng sắp xếp như thế ngạc nhiên đến ngây người. Sau một lúc lâu, hắn chỉ bật cười trầm thấp, cười đến mức lông trồn đen trên áo choàng hơi run rẩy hắn cười đến mức đôi mắt cũng nổi lên vệt hồng, bấm tay chỉ trỏ chân mình, dùng giọng nuông chiều nói, tới đây lấy đi. Ngô Linh Tê đứng dậy, không khách sáo một chút nào ngồi trên đùi hắn. Bây giờ không thể lui được, nếu lấy trái tim ra đánh cược thì đành phải cược toàn bộ. Hai chân ninh ân rắn chắn thon dài, mới vừa ngồi vào trong lồng ngực hắn còn phát hiện ý lạnh của sáng sớm ngày đông. Nhưng dần dần, sương lạnh hòa tan chỉ còn lại nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua lớp vải áo truyền vào, theo mạch huyết LA sự ấm áp đi khắp cơ thể. Ngô Linh Tê cắn cắn môi, cởi dây buộc áo khoác cho Ninh Ân, vươn tay ra sau tay vòng ra cổ hắn lỏng lẽo. Mái tóc đen dài mượt của nàng theo đường eo rơi xuống dài rác, phủ lên đốt ngón tay lạnh lạnh và trắng nõn, cân đối của Ninh Ân. Dù Ninh Ân đang bận vẫn bình tĩnh nhìn nàng, cầm lên một lọn tóc không quan tâm mà chơi đùa, sức không nhẹ không nặng làm ra đầu của Ngô Linh Tê can lên một trận tê dại. Nàng nâng mặt Ninh Ân lên nhìn màu trong con ngươi của hắn phản chiếu hình ảnh nho nhỏ của mình, tốt nhiên nở nụ cười, mi mắt đen như mực hơi động giống như móc câu chọc người. Đầu tiên nàng nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của Ninh Ân, xuống chút nữa, chạm vào hầu kết của hắn như chuồn chuồn nước bởi như không nhìn thấy cánh môi đang khát khao của hắn. Hầu kết Ninh Ân giật giật, tay đang nhàn nhã chơi tóc nàng chậm lại. Chiêu này luôn có hữu dụng. Gương mặt ngu linh tê cũng theo nhiệt độ kề sát dưới cơ thể dần dần tăng lên. Cuối cùng ánh sáng bình minh tươi đẹp ửng đỏ chiếu dọi xuống nhưng nàng vẫn cười như cũ, mang theo sự đắc ý rõ ràng là cố tình lơ đi cánh môi của hắn. Ánh mắt ninh ân tối sầm lại, cúi người áp sát tới gần. Trên dưới đảo loạn, khoảnh khắc hai người thay đổi vị trí cho nhau. Cửa lớn của thư phòng đã còn mở ra, tuyết động trên cành khô ở ngoài đình, mái hiên nhà màu xanh ngôi đen như mực, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người hầu đi ngang quan. Nhưng Ngu Linh Tê lại không rảnh lo lắng, trong mắt nàng đã trần gương mặt anh Tuấn áp sát tới của Ninh Ân, đôi con ngươi thâm thúy kia như kéo nàng chìm cả cơ thể và tâm trí vào trong đó. Lúc giọng người hầu vang lên dưới mái hiên, ngu linh tê sợ hết hồn. Điện hạ, ngu đại cô nương bái kiến, nói đúng hạn đến đưa người về. Người hầu ở vương phủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, lúc bẩm báo đều cúi đầu kho người đứng ở xa xa, mắt nhìn thẳng, nhưng ngu linh tê vẫn vùi vào trong lòng ninh ân theo bản năng. Giọng ninh ân bật cười, lúc nãy còn phình gan quấy phá như thế, còn lúc này còn biết xấu hổ à. Ngô Linh Tê bị hắn cười đến mức tai cũng đỏ lên, nàng lại sầu não, không ngờ nhóm người tỷ tỷ đến nhanh như vậy. Hôm nay dù thế nào xảy ra, nàng phải xuất hiện làm rõ chuyện này, đây là kết quả vừa bàn bạc xong bên trong thư phòng. Nhưng mà củi lửa mới vừa đốt, vẫn chưa kịp nấu nướng gì. Ngô Linh Tê chống lên lồng ngực Ninh Ân, nháy mắt mấy cái gọi, điện hạ. Ninh Ân vừa không nghe, lui hắn cho người hầu lui cũng không muốn dừng lại như thế đốt ngón tay nhẹ nhàng khẩy một cái dưới đường viền dây buộc chập trùng của nàng không phải nàng muốn sự trong sạch của bản vương sao hắn bao lấy ngũ linh tê như một con thú hoang đang chiếm giữ con mồi của mình bên cạnh đốt ngón tay đi xuống lại khẩy một cái lấy đi chuyện này không lấy được trong thời gian ngắn ngũ linh tê có kinh nghiệm hiểu rất rõ về hắn đều tại chàng không về sớm hơn một canh giờ với người ta Nàng nghiêm gương mặt đang ửng đỏ ở gò má nói, vẻ không chấp nhận được, lát sẽ thấy thiên hạ đại loạn rồi, ta muốn về trước chuẩn bị. Ninh ân không nói, nghiêng người, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Lúc hắn không muốn thả người, thì ngu linh tê trốn cũng không thoát. Nhưng tỷ tỷ đã tới rồi, trong phủ chắc đã xảy ra chuyện gì đó không thể dây dư tiếp. Ngô linh tê cố gắng làm lơ khí lạnh run người kia, rời tầm mắt xuống rơi vào túi thơm đang treo lơ lửng ngang với miếng ngọc bội họa tiết rồng bên hông ninh ân nàng đưa tay kéo ngọc bội xuống nắm trong tay quân vơ cái này xem như tín vật điện hạ tặng cho ta ninh ân nhìn ngọc bội trong tay nàng như nhớ ra đồ vật gì chơi vui màu mắt cũng tối sầm u ám đi đừng vội ninh ân vân tay kéo màn che cách xuống dưới bóng hình đông đưa theo ánh sáng đất quãng nói đã là tín vật của gian phu đương nhiên nên cầm cái tốt nhất rõ ràng trái ngược với ánh sáng, như đôi mắt hắn lại sáng rực rỡ. Ngô Linh Tê biết hắn muốn chơi trò điên gì. Nàng bắt đầu sinh ra chút nhút nhát, hỏi, cái, cái gì? Thư đồ vật chân quý người có danh vọng sưu tầm đều sẽ có dấu ấn cá nhân trên mặt để ký hiệu của riêng. Ninh ân cúi sát người đến, giọng cười trầm tháp dán bên tai nàng vang lên từng câu nói, ta tặng cho Linh Tê một dấu ấn được không? Dấu ấn, Ngô Linh Tê thấy miếng ngọc chạm khắc trong lòng bàn tay hắn, Mới vừa rồi Ngu Linh Tê còn đầy bụng tâm sự nên chỉ cảm thấy hắn thích nhìn loại chất ngọc rượu và ấm nhưng chưa để ý kỹ. Hiện tại cách gần như vậy, nàng mới phát hiện toàn thân miếng ngọc chạm khắc này có mà đen tuyền, đường cong mềm mại ú lượn, điêu khắc thành nửa dáng người của mỹ nhân trẻ nằm ngủ, dọc theo với thân ngọc ở trên bốn phái. Dáng vẻ của mỹ nhân này có chút quen mắt, nàng nhìn cẩn thận một chút càng cảm thấy gương mặt với búi tóc đã gặp ở đâu đó rồi nhìn rất quen mắt, giống như là, như là đột nhiên Ngu linh tê nhớ tới ngày mùa thu ở cháu phòng ninh ân nói với nàng một chuyện chạm một viên ngọc theo dáng nàng gò má không kìm được cứng lại ninh ân càng nói giải thích thêm hắn đã theo dung nhan với hình bóng nàng điêu khắc lên mặt ngọc này Mặt ngọc loại ngọc phỉ thúy có màu đen như mực tàu ngọc này là lúc trước linh tê tặng cho ta ta nghĩ một lúc lâu chỉ có dáng vẻ của linh tê mới xưng với việc chạm khắc lên mặt ngọc này Ngón tay trắng vừa lạnh của Ninh Ân ép xuống đường viền nhẹ nhàng và chập trùng của mỹ nhân trên mặc ngọc, màu trắng đen đan xen với nhau hoa lệ có một không hai. Hắn hỏi, nàng thích không? Kỳ quái như thế. Ấn ký riêng tư, có kẻ đen mới yêu thích. Quai hàm trên của ngu linh tê nhiễm màu đỏ tươi như sơn, im lặng một lát mới nhẹ nhàng gấp gáp nói, xiêm y đâu. Ninh Ân cục mắt lại, lập tức ồ một tiếng, đúng là quá phiền, nên bỏ bớt đi vậy. Lý do đàng hoàng ghê, Ngô Linh Tê không cãi làm gì. Ấn Dương Tư này nên giấu ở nơi nào mới được đây? Ninh Ân chăm chú suy nghĩ vấn đề này một hồi, tầm mắt rời xuống lập tức con người cũng mờ mịt sáng lên, có rồi. Một lát sau, Ngô Linh Tê phát hiện hai chân mình mát lạnh, chưa kịp phản ứng THF mắt cá chân đã bị một bàn tay lớn nắm lấy. Chốc lát sau, Ngô Linh Tê ngạc nhiên cắn môi, duỗi chân ra đạp. Nếu đổi lại là kiếp trước, nàng nhất quyết không dám đạp ninh ân nhưng xúc cảm lạnh lẽo vẫn khiến nàng phản ứng lại theo bản năng cái này còn không bằng nấu cơm đi nhưng ninh ân lại dễ như ăn cháo nắm lấy mắt cá chân đang đá lung tung của nàng buông ra rồi chỉnh sửa lại gấu quần hắn như người dưới triệt hướng chỉ xuống nơi đó nói đừng kéo bỏ đấy sau này quay lại bản vương sẽ kiểm tra dấu vết có hoàn chỉnh hay không lúc mặc áo quần tương thất bước ra vương phủ Bước chân ngu linh tê liên tục nhẹ nhàng hận không thể chia một bước làm ba, đi như thế nào cũng cảm giác không đúng. Tai thính nóng lên đến cửa mới phản ứng lại, Ninh ân mới vừa nói sau này. Hắn chắc chắn đưa nàng về. Vì lẽ đó, hắn thật sự đang giấu một quân cờ, chỉ là đang ẩn trong bóng tối không phát hiện ra sao. Đang nghĩ ngợi, ánh mắt bồi hồi của ngu tân di ở ngoài cửa phủ sáng lên, nhanh chân đi đến gọi, tuế tuế. Tỉ tỉ, sao muội ra chậm như vậy? lại không nghe tiếng động gì tỷ thật muốn sát người đi vào tìm người đấy ngô tân di kéo tay ngô linh tê nhanh chóng nói bên kia tiết gia đã đẩy giờ lành lên sớm hơn rồi bắt tay chuẩn bị đón dâu rồi ngô linh tê bị tỉ tỉ kéo lên xe ngựa cuối cùng quay đầu liếc nhìn cửa lớn tĩnh vương trống rỗng mới giơ tay ôm gò má mình nói vì sao đột ngột sớm như vậy không biết ngô tân di ôm cánh tay nói phụ thân đã chuyển hồng châu cho đại lý tự khanh sau khi nắm được lời khai lập tức đi cùng với đại lý tự khanh đi gặp vua. Chỉ là trước sau vẫn không tìm được chứng cứ tiết ra còn có bách hoa sái, cũng không biết có thể nắm được kết quả trước khi bái đường hay không. Thậm chí, Ngu Tân Di đã nghĩ được một kế hoạch cho lỡ như kế hoạch đầu không thuận lợi, thì nàng ấy sẽ xuất giá thay muội muội. Nhưng rất nhiều cặp mắt nhìn tuế tuế, người của tiết gia nắm rõ hai tỷ muội họ như lòng bàn tay, nàng ấy muốn thay thế dáng vẻ và gương mặt của muội muội dường như là lời nói vô căn cứ không sao đâu tỷ tỷ ngô linh tê dịu giọng nói nắm lấy ngọc bội hoa văn rồng trong tay nàng tin người nhà cũng tin ninh ân phía tây bên trên tủ vân các của vương phủ ninh ân đứng chắp tay nhìn theo hướng xe ngựa ngô phủ vội vã rời đi người tiết ra rất xảo quyệt trước khi vương lệnh thanh chết còn cống hiến rất nhiều chuyện này có nhiều bằng chứng cơ bản không đủ dồn lão hồ ly kia vào chúa chết vì lẽ đó ninh ân thay đổi kế hoạch hắn giao chứng cứ nửa thật nửa giả cho liễu ngự sử rồi thả ra tin tức phong phong cố ý để người núp trong tối biết liễu ngự sự muốn vào cung kết tội tố cáo tiết hữu tướng để làm loạn trận cướp của bọn họ quả nhiên chỉ một trò lừa này người tiết gia đã ngồi không yên nhưng chuyện này vẫn còn thiếu rất nhiều trên đường phố rỗng tuếch mây đen như mực trong gió đã dẫn theo sương tuyết lạnh băng ninh ân nhìn vào nơi nào đó không có tô điểm trầm giọng hừ một tiếng sau này sớm muộn gì cũng phải cướp người lại. Lúc này là cướp quang minh chính đại. Lúc nghiền nát giấc mộng si mơ của kẻ bần tiện, hủy đến tận cùng mới gọi là thoải mái nhất. Kiểm tra đồ vật cho tốt vào. Trong quan ngươi ninh ân phủ lên đám mây u ám, xoay người rơi xuống lầu các. Buổi trưa ở khuê phòng ngu phủ. Ngu linh tê trang điểm nhạt, quấn tóc dài sau đầu đơn giản, để vương miện phượng hoàng nặng nề và lộng lẫy xuống. Vì lúc hỉ phục lúc trước đã bị hủy, nàng chỉ khoác lên một bộ hỷ phụ màu đỏ do thợ may bấy giờ cấp tốc may ra. Trước gương đồng rơi xuống đất, Ngô Hình Tế ngồi ngay ngắn một mình sau đó cuốn từng gấu phần và vải lót bên trong lên để lộ ra hai chân cân đối trắng nõn. Cuốn lên cao từng tầng một, nàng nhìn gương đồng trong bóng tối có thể thấy được một viên in hoa màu đỏ mơ hồ, không khỏi ánh mắt nhu bị phỏng vội vàng buông làn váy đỏ bừng xuống, vồ về lên che đi. Chỉ mong cha ở trong cung tất cả đều thuận lợi. Ngô Linh Tê chống cằm thở dài một tiếng nếu không nàng thật sự không biết lấy dũng cảm làm sao, mang theo con dấu gả vào tiết Gia. Tiết hữu tướng vào cung chưa trở về, tiết phụ sắp đến cửa nghênh đón sớm hơn một canh giờ. Tới giờ mùi ba khắc, đội ngũ đón dâu của tiết gia vô cùng náo nhiệt đi về ngu phủ. Dựa theo trong tập tục ngày xưa trong kinh thành, đoàn đón dâu với lang quân không được tự đi tới mà phải có người dẫn từ cửa mới được đón dâu. Mùa đỏ cả sảnh đường, nến đỏ cháy cao, Khách khứa ở ngoài đình đi qua lại như mây. Tiết Sầm mặc hỉ phục đỏ bừng, ngồi một mình nghiêm túc ở trong hỉ đường, đợi kiệu hoa đến. Hắn kiềm lòng không đặng mà bóp bóp nắm tay, giờ phút này có thể là hắn đến gần đến giờ phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Không biết đợi bao lâu, cuối cùng nghe được đội ngũ rước dâu trở về với âm thanh chúc mừng. Tiết Sầm lập tức đứng dậy trong phút chốc, trong đoạn thời gian ngắn vui mừng đến luống cuống. Đến khi bà Mai nhắc nhở và hối thúc hắn mới như người vừa tỉnh giấc khỏi chiêm bao nghiêm túc sửa sang lại y phục đạp bước trên thảm đỏ trải dài mười mấy trượng chào đón tân nương hàn sắp cưới vào cửa cách trường bầu trời u ám gió thổi mạnh đến nỗi làm đau má đoàn người đưa dâu từ từ đi qua đường tiếng chiêng tiếng trống vang dội ngu hoán thần cưỡi ngựa phía trước dẫn đường trong khi ngu tân di và đường bất ly làm phụ dâu bảo vệ ở hai bên kiệu hoa bỏ qua lời thúc giục của người mai mối cả đoàn người cố tình đi chậm lại Mặc dù như vậy, cánh cổng lớn của tiết phủ vẫn ngày một gần hơn, tiếng xáo trúc, những vị khách mời bước ra xung quanh tiết sầm, người đang mặc y phục cưới chỉnh tề. Trên kiệu hoa, ngũ linh tê đang cầm trên tay ngọc bội có họa tiết hình rồng, nhưng chiếc quạt có hình rồng và phượng là điềm lành lại bị gạt sang một bên, bên trên đó cổ thiệp canh của tiết sầm. Thiếp canh, giấy ghi giờ, ngày tháng năm sinh. Nàng nhắm mắt, hít thở thật sâu, cầu nguyện cho phụ thân mọi chuyện đều thuận lợi nếu không có tin tức trong cung, bọn họ chỉ có thể thực hiện bước tiếp theo. Giữa âm thanh pháo nổ rộn ràng, kiệu hoa hạ xuống đất, trái tim ngu linh tê cũng trùng xuống theo. Qua tấm rèm theo màu đỏ mơ hồ treo đầu cửa kiệu hoa, có thể thấy phía trước cửa tiết phủ có một tiết sầm trong bộ áo gấm như mây, người cao, đẹp như ngọc, nghiêm túc bước những bước chân về phía trước, mặt ngọc hơi đỏ, đi về phía kiệu hoa hắn khoát tay áo hành lễ cúi đầu. Ngô Linh Tê nắm chặt ngọc bội, không bước xuống kiệu hoa. Bên trong gió lạnh, người tiết sầm thẳng tắp, nghiêm túc cúi đầu, một lần nữa cất lớn tiếng mời tân phụ. Tân phụ, cô dâu. Trên lưng ngựa, ngu hoán thần và ngu tân di nhìn nhau, mỗi người đều nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt đối phương. Đến lần thứ ba vẫn không thể rước dâu thì nên hoàn toàn vạch mặt nhau ra. Gió thổi qua bầu trời kinh thành nhúm màu mực, lăn xuống một mảnh vụn tuyết. Ban đầu chỉ là một vài mảnh tuyết trắng, sau đó càng ngày càng nhiều, liên kết thành một mảng trắng bay phấp phới. Tân nương tử, mau xuống kiệu đi. Nhị lang đừng nhát, đến ôm cô dâu của ngươi xuống đi. Những vị khách mời xung quanh đang hào hức thúc giục hò reo, nụ cười của cha Tiết có chút miễn cưỡng, ông ta không thể không dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiết Sầm. Tiết Sầm cứ coi như không hiểu ý của phụ thân, bên trên mũ tân lang đã bị dính lắc đác vài vụn tuyết trắng, lễ phép mời các vị khách đừng làm tân phụ ở trong cựu sợ lúc này vẫn xấu hổ, kiên trì làm theo nghi thức, lần thứ ba hắn khoát tay áo, cúi đầu trước mỹ nhân trong y phục đỏ trên kiệu hoa, cao không quá chân mày. Chồng cuối người không quá chân mày, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau. Thì thì hồ đào mặc áo ngoài màu đỏ nhạt đứng một bên, liếc nhìn vị chủ tử đang ngồi bất động trên kiệu hoa, chiếc khăn trên tay hồ đào đã nhăn nhúm. Thời gian dường như bị kéo dài vô tận. Một tiếng vó ngựa dồn dập từ con đường phía bắc, tiếng hét xuyên qua tiếng ồn ào khi bước xuống kiệu hoa. Thánh chỉ đến, cả tiết phủ tiếp chỉ. Một nội thị mặc áo gấm cầm thánh chỉ của triều đình, vội vàng dừng ngựa, cắt ngang lời chưa nói của tiết sầm. Hắn đành phải đứng thẳng người bước sang một bên, cùng với cha tiết và tiết tung có vẻ mặt nghiêm trọng hướng về phía thánh chỉ, nâng áo bảo quỳ xuống. Vô dĩ là hoàng đế ban hôn, chưa vui trong ngày đại hôn là chuyện bình thường, đám đông không có quá nhiều nghi ngờ, thậm chí có chút ghen tị, rốt cuộc không có người mới nào khác ở kinh thành có thể nhận được vinh dự như vậy. Nội thị mặc áo gấm quay người xuống ngựa, hắng giọng, đọc lớn thánh chỉ triều đình, phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết, tiết hữu tướng đã tận tụy phục vụ đất nước ở cả hai triều đại, chấm ghi nhớ, nay tuổi già bệnh tật, chấp thuận cho ngươi từ chức, nghỉ hưu an dưỡng tuổi già. Hộ bộ thị lang tiết tung, chuyển đến quang lộc tự làm thiếu khanh, hôm nay nhận chức, không được sơ sót. Thiếu khanh là chức quan cấp phó của khanh. Nghe đến đây, các vị khách mời chuyển từ ghen tị sang ngạc nhiên. Hai vị quan chức cao của tiết gia, một người cách chức quan nghỉ hưu tuổi già, người còn lại chuyển đến quang lộc tự, đây rõ ràng không phải là vinh quang, mà là trị tội. Mọi người đều bối rối khi nghe nội thị đọc tiếp, nhị lang ở tiết phủ hết lòng hiếu thảo, còn ngu nhị cô nương thì hiền lương thục đức, nhưng sinh mệnh không hợp, số mệnh đối nghịch, cho phép hoàn lại sinh lễ, chăm sóc người thân hai bên. Khi đến thời điểm thích hợp, chấm sẽ chọn giai ngẫu, Lương Tế cho hai nhà, khâm thử. dai Ngẫu, Lương Tế, con dâu đẹp đôi, con rể tốt. Sau khi thánh chỉ được đọc xong, toàn bộ người ngồi ở đây trở nên náo động. Điều này thật bất ngờ, Tiết Sầm đột nhiên ngẩng đầu lên, nụ cười ấm áp trong mắt nhạt dần, dần dần biến thành mê mang. Có phải có gì đã viết sai trong thánh chỉ của hoàng thượng không? Tại sao sinh mệnh lại đột nhiên không hợp? Tiết Sầm không muốn tin, không thể nào tin được lớp thuyết vỡ tan mờ ảo trước mặt hắn, kiệu hoa đã hạ xuống cách hắn một trượng, với được trong tầm tay. Một trượng bằng 4,7 mét. Lúc đính hôn, lễ bộ rõ ràng đã xem tử vi và xem giờ lành hết rồi mà đúng không? Tiết nhị lang, tiếp chỉ, nội thị lớn tiếng nhắc nhở. Tiết sầm không đáp lại, như thể hắn đang gặp ác mộng, choáng váng và không biết phải làm thế nào. Tiết tông ở một bên quỳ xuống rỗi tay ra, khàn giọng nói, thần, tiếp chỉ thánh chỉ của triều đình rơi vào lòng bàn tay nặng trĩu như núi thái sơn đè xuống cha tiết nghẹn ngào nhắm mắt lại biết rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi kế hoạch của bọn họ đã bị phá hủy trước sự thành công gần ngay phía trước sự việc hoàn toàn thất bại trở thành trò cười ngu hoán thần và ngu tân di đồng thời thở ra một hơi dài nhẹ nhõm trên kiệu hoa dáng vẻ căng thẳng của ngu linh Tây cũng được thả lỏng dựa vào đệm êm thở ra một hơi dài khối trắng cho đến giờ phút này nàng như được sống lại Thật may mắn rằng, buổi lễ vẫn chưa kết thúc, tiết nhị lang, ngu nhị cô nương. Nội thị cúi chào từng người ở hai nhà, cười giả lã nói, cũng xin hai nhà trả lại thiếp canh cho nhau, cuộc hôn sự này coi như kết thúc, tiểu quan có thể trở cung để bẩm báo cho bệ hạ. Ngu hoán thần gật đầu, xoay người mở rèm kiệu, đưa tay ra, trầm giọng nói, tuế tuế, không sao rồi. Ngu linh tê cầm thiếp canh đã chuẩn bị từ lâu của tiết sầm lên, tay nắm chặt, sau đó ngước mắt lên nói, huynh trưởng muội muốn đích thân nói với huynh ấy ngu hoán thần ngạc nhiên do dự một lúc cuối cùng nắm tay muội muội dẫn nàng ra khỏi kiệu hoa người mai mối vẫn đang du rẩy lo sợ lấy thiếp canh của ngu linh tê đưa đến tay tiết sầm tiết sầm nhận lấy nó vẫn sững sờ đứng đó không biết phải làm gì một cơn ác mộng bất ngờ đến không ai nói cho hắn biết phải làm thế nào để có thể thức tỉnh kiệu hoa chuyển động ngu linh tê nắm lấy bàn tay của ngu hoán thần nâng váy của nàng đi xuống. Nàng không cầm quạt, khuôn mặt thanh tú có một không hai lộ ra trước mặt mọi người, bộ quần áo màu đỏ trên nền tuyết rơi trắng xóa, tinh xảo đẹp đến mức gần như chói mắt. Đôi mắt không có tiêu điểm của tiết sầm cuối cùng cũng có chút sáng lên, hắn từ từ tiến lên một bước gọi, "Nhị muội muội." Tuy nhiên, Ngu Linh Tê vẫn đứng yên, giữ khoảng cách nửa trượng với hắn. Chiếc váy đỏ rực cháy bỏng Nàng không mặc chiếc váy cưới lộng lẫy mà tiết sầm đích thân chọn lựa và theo dõi quá trình làm ra, mà bên eo đang đeo một ngọc bội có họa tiết hình rồng tôn quý xa lạ. Tiết sầm như hiểu ra vấn đề, từ từ dừng lại. Hai người trong khoảng cách đang tắc nhìn nhau, một bên trong suốt bình tĩnh, một bên thất thần, giống như cách một vực sâu. Ngô Linh Tê bình tĩnh lại, dùng hai tay trả thiếp canh, giọng nói nhẹ nhàng chắc chắn, quân có dáng vẻ cao như núi, giúp người thành công. Cầu mong kiếp này huynh có được giai nhân bên mình, có con đường tươi sáng ở phía trước. Với cùng từ giúp người thành công, tia hy vọng cuối cùng trong mắt tiết sầm đã tan tành, đỏ mắt rơi giọt nước mắt. Ngu Linh Tê bước xuống kiệu hoa, đích thân đưa thiếp canh trả lại, đó là để cứu vãn chút thể diện cuối cùng cho hắn, cũng là để thể hiện thái độ của nàng. Trái tim của nàng đã thuộc về người khác, dịu dàng mà sáng tỏ. Chỉ có hắn tự đa tình, sống trong mơ mộng của bản thân ở khoảng cách gần như vậy, nhưng ngay cả chạm vào nàng cũng là một hy vọng xa vời. Tiết sầm nhìn thiếp canh trong tay mình, một lúc sau, dùng tay áo phủi những bông tuyết trên thiếp canh của Ngu Linh Tê, rồi dùng cả hai tay trả lại. Hắn không người cúi đầu, yết hầu của hắn run run, phát nên âm thanh một cách vô cùng khó khăn, khàn giọng, cầu mong nhị cô nương mọi chuyện suôn sẻ, cầu cho quãng đời còn lại không cần lo lắng, sẽ tìm được một người như ý. Đa tạ, Ngu Linh Tê tiếp nhận canh thiếp của hắn, hai bên hóa giải hôn ước, kế tiếp gật đầu chào tạm biệt. Tiết sầm vẫn giữ tư thế không người, là một người bình thường cầm bút vẽ, viết trên giấy một cách vững vàng, bây giờ cầm thiếp canh mỏng trong tay, lại run rẩy không thể tin được. Hai giọt nước nóng hỏi rơi xuống, bắn qua lớp tuyết mỏng trên nền gạch, nóng đến tạo thành hai lỗ thủng tối lại. Đội thị hoàn thành nhiệm vụ, hài lòng trở về cung bẩm báo. Những người xung quanh bàn tán rất nhiều, kinh ngạc sợ hãi hoặc đoán giả đoán non, tất cả đều nhìn tiết sầm với ánh mắt thương hại. Này, đây là một chuyện vui vẻ hoành tráng chưa từng có, làm sao lại trở nên như thế này? Chứ còn gì nữa, chỉ còn làm lễ bài đường nữa thì đã hoàn thành hôn sự, vậy ai có thể chịu được? Theo ta thấy, về rau ngu nhị cô nương này sẽ rất khó gả cho một công tử nhà có tiếng lại quyền quý khác. Ai nói không phải, thứ nhất là có đủ thứ lời đồn đại, cuối cùng có được chân tình tiết nhị lang, người tình nghĩa sâu nặng thì hôn nhân gặp gềnh, có lẽ là số mệnh cô đơn. Thật đáng tiếc cho nữ nhân xinh đẹp tài sắc vẹn toàn, sau sự việc này, hẳn thật khó để tìm được một người chồng tử tế. Trong đám đông, một số người thở dài và nói, không biết mai sau là con nhà ai nghèo khổ hay là nối tiếp người nam nhân hóa vợ nữa. Đừng bất ly nghe không được nữa, tức giận đến mức lông mày dựng đứng, vô thức sờ lên cây roi dài trên thắt lưng. Sau đó nàng mới nhận ra rằng hôm nay là ngày vui của Ngu Linh Tê nàng làm phụ dâu, đương nhiên không thể mang theo vũ khí. Ngô Hoán Thần cũng có một vẻ mặt tức giận, suy nghĩ đến thể diện của muội muội, hắn cố nhịn lại không đánh người ở trước mặt nhiều người. Dù sao đã đến nỗi này, Ngô phủ cũng không thể chặn miệng người trong cả thiên hạ. Dù thế nào đi nữa, muội muội ta là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của Ngô gia. Cả Ngô phủ tha để muội ấy ở trong nhà, che chở, chứ không bao giờ để muội ấy phải chịu chút tủi thân nào ngu hoán thần lông mày kiếm mắt sáng ngời bình tĩnh nhìn xung quanh nói ai dám xem thường đều là kẻ thù của ngu gia ta cuộc bàn tán xung quanh mới lắng xuống một chút nhưng ánh mắt của mọi người nhìn ngu linh tê vẫn tràn ngập vẻ xem trò vui và thăm dò vô cớ huynh trưởng đừng lãng phí thời gian với những người nhàn rỗi này nữa ngu linh tê kéo tay áo ngu hoán thần bình tĩnh nói chúng ta về nhà thôi đây có thể coi là cách giải quyết hợp lý nhất so với việc gả cho người không như ý thì những lời đồn đại này chẳng là gì cả. Nàng quay lại đối diện với những ánh mắt khác lạ của mọi người, tuyết rơi dày đặc, nhưng nàng chỉ cảm thấy dễ chịu chưa từng có. Sau đó, Ngu Linh Tê dừng lại, mắt nàng rơi vào cuối con phố dài. Không chỉ có nàng, mà những người đang xem trên khắp con phố đều yên lặng, tự động tách ra chờ một con đường để đội ngũ hùng dũng đi qua. Ba ngàn mảnh tuyết bay như lung tung, người đi đầu mặc áo bảo tím, thắt lưng ngọc, mặc bộ lông cáo đen cưỡi ngựa khuôn mặt tuấn tú của hắn gần như hòa làm một với những bông tuyết đang bay giống như một vị thần đến với thế gian này phía sau hắn có hơn 100 người hầu người trong cung đang cúi đầu mang theo các hương đồ và các vật dụng khác ôm các món đồ rất quý báu đi đến wow là vị vương gia tôn quý nào sắp xếp như vậy là tĩnh vương có người nào đó trong đám đông đã nhận ra chủ của đội ngũ này ngày ngày ấy đến đây làm gì mang theo nhiều đồ như vậy là làm theo phủ của một vị quan lớn nào sao trong những ngày qua người ta còn nhớ rất rõ thủ đoạn tàn nhẫn của tĩnh vương để trừ khử trong triều đình mọi người trong triều đều gặp nguy hiểm các quan từng dự tiệc trong triều đều kinh ngạc sợ hãi đến mức thay đổi giọng nói cả người Ngu linh tê cũng sững sờ nàng cho rằng ninh ân sẽ là người theo túng ở phía sau nhưng nàng không ngờ lúc này hắn lại xuất hiện một cách đàng hoàng còn mang theo nhiều người hầu nhiều gương bảo vật như vậy khi ninh ân phi ngựa qua cổng tuyết phủ bước tới ngu gia tất cả các quan đại thần đều cúi đầu run rẩy cúi đầu hét lớn khâu kiến tĩnh vương điện hạ sợ rằng nếu chậm một chút sẽ bị trừng phạt là phe phái thái tử đã phế bị cách chức tống giam ninh ân mặc kệ đám người đang quỳ trên mặt đất băng qua người tiết sầm mặt đang tái nhợt chậm rãi dừng lại trước mặt ngu linh tê từ trên cao nhìn xuống nàng tất cả mọi người đều xoay người theo động tác của ninh ân vẫn luôn quỳ gối hướng về phía Ninh Ân. Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi hột, vừa mới xem chuyện tiết ra, có vẻ như sắp có chuyện đến ngu ra. Khi thế của tĩnh vương không tốt, rõ ràng là nhằm vào ngu ra. Ngu Linh Tê cũng bối rối, ngẩng đầu nhìn Ninh Ân trên lưng ngựa. Tuyết bị nhòe đi, lông mi dính đầy bông tuyết nát, thấp giọng hỏi, Ninh Điện Hạ đến đây làm gì vậy? Ninh Ân dùng roi ngựa chống nhẹ càm, hơi như người tới trước mặt nhà họ tiết, thản nhiên nói, nghe tin ngu nhị công nương đã hủy hôn bổn vương rất vui vẻ đặc biệt chuẩn bị lễ vật đến đây tặng thuần khiết ba chữ tặng thuần khiết hắn cắn răng nói rất rõ ràng trái tim của ngu linh tê run lên người duy nhất có thể nói tặng qua một cách khéo léo như vậy chỉ có thể là một kẻ điên những người trên mặt đất đang quỳ một cách run rẩy như thể họ đã nhìn thấy ma chuyện này vấn đề này chuyển theo hướng hình như không đúng lắm cách trường ngu linh tê vừa mới hủy hôn nên đương nhiên nàng không thể ngồi trên kiệu hoa trở về ngu phủ. Mọi người đều biết, lúc này Ninh Ân đưa tay của mình cho ngu linh tê, người vừa mới bị hủy hôn, là có ý tứ gì. Đám người lúc này vẫn còn thương tiếc, nói bậy, lập tức ngậm miệng lại ngay. Tuyết rơi lất phất, ngu linh tê cởi mũ phượng trên đầu, cầm trên tay, để cho mái tóc dài xanh biếc rũ xuống như thác nước. Nàng nhìn Ninh Ân Tuấn Mỹ phi phàm trên lưng ngựa, vô thức đưa bàn tay lên. Tuế tuế, ngu hoán thần hắng giọng bình tĩnh nói muội vào trong xe ngựa về ngu phủ ngô linh tê hiểu rằng huynh trưởng đang bảo vệ nàng nàng vẫn đang đứng đầu sóng gió của việc bị hủy hôn nếu nàng cùng cầm tay cưỡi ngựa cũng ninh ân trước mặt nhiều người quá phô trương cũng không phải là điều tốt bổn vương trước nay chưa từng làm việc gì không có lợi ninh ân hiếm khi kiên nhẫn các khớp ngón tay hắn rỗi ra gần như hòa vào băng tuyết lạnh giá tặng lễ vật hậu hĩnh như vậy là quang minh chính đại muốn lấy một người của phủ tướng quân. Quá lộ liễu. Ngu hoán thần liếc nhìn muội muội mình, cao mày nói, nếu yêu cầu của tĩnh vương điện hạ là muội muội thần thì hãy thứ cho thần không thể chấp nhận mệnh lệnh. Ninh ân nhớ mày. Ngu hoán thần con chưa kịp lên tiếng, ngu tân di ở bên cạnh đã không nhịn được nói, tuế tuế là viên ngọc chân quý trong lòng bàn tay của ngu gia, là bảo vật vô giá, không thể lấy lợi ích ra để so sánh, có cho vàng bạc châu báu nhiều hơn nữa cũng không đổi ninh ân nhẹ gật đầu nếu không muốn đổi thì cũng được ngu linh tê hoài nghi vốn dĩ ninh ân không phải là người dễ nói chuyện như vậy quả nhiên ninh ân không thay đổi sắc mặt thản nhiên nói chỉ e rằng thật sự động thủ tóm lấy người lúc đó rất khó coi hắn cục mắt xuống nhìn ngu linh tê nói ngu nhị cô nương tự mình đến hay là để bổn vương bế nàng lên mặc dù đây là một câu hỏi nhưng dĩ nhiên ngu linh tê không có sự lựa chọn nào khác nàng còn chưa kịp thuyết phục huynh tỷ Ninh Ân đã giơ tay dùng roi quất vào mông ngựa. Con ngựa có màu đen hí một tiếng dài thở ra một hơi trắng, chạy nhanh về phía bên cạnh nàng. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngu Linh Tê chỉ cảm thấy eo bị siết chặt, toàn thân bay lên không trung, đáp súng lưng ngựa của Ninh Ân, bị hắn giam cầm trong lòng mực lạnh giá. Ninh Ân hét lên đi, nó thực sự mang nàng vượt qua đám đông, chạy nhanh về phía phủ Tĩnh Vương. Tuế tuế, sau một khắc choáng váng, Ngu Hoán Thần đã lên ngựa, đuổi theo đầu tiên. Ninh Ninh Ân Tiếng gió rít bên tai, một trận sóc nảy khiến Ngu Linh Tây chút nước cắn phải lưỡi của mình. Gió thổi tung bay tay áo màu đỏ của nàng, giống như một con bướm đang tự do bay lượn. Khóe miệng Ninh Ân khẽ nhúc nhích, vòng tay ôm eo nàng càng chặt hơn, bộ lông cáo màu đen cùng trang phục đỏ tươi phản chiếu trong gió, đi đến đâu mọi người đều cúi đầu lại, không dám hay răng nửa lời. Xung quanh im lặng, biểu hiện của người ở tiết ra đột nhiên biến đổi rất nhiều kiểu đầu tiên là bị trách tội rồi cách chức lại bị hủy hôn bây giờ tĩnh vương đang ở trước mặt họ công khai mang tân phụ chưa bước qua cửa thể diện của tiết gia gần như bị trà đạp dưới mặt đất trong phủ còn có chuyện quan trọng không tiễn các vị ngô tân di nắm tay thành quyền về phía tiết gia và đường bất ly cũng lên ngựa dẫn đầu đưa người thân của họ trở lại phủ dấp rút giải quyết một vấn đề khó khăn tiết sầm nhìn theo bóng dáng của ngô linh tê đi xa cho đến khi một lớp trắng dày che phủ hết đồ cưới quan khách hốt hoảng đứng dậy không dám nán lại nữa, lần lượt cúi chào rồi ra về. Không đến một khắc, trong sân tuyết phủ đông đúc lúc nãy đã trở nên vắng vẻ, chỉ có sắc pháo, hoa giấy trong nước tuyết rơi ngổn ngang, giống như một giấc mộng tan vỡ. Tan nát, lộn xộn khắp nơi, xỉ nhục, cha tiết tức giận đến mức dâu khẽ run, nghiêm nghị nói, vô cùng nhục nhã. Tuyết sầm thẫn thờ nhìn những bông tuyết rơi dưới bầu trời màu mực, lẩm bẩm nói, tuyết phủ tóc xanh, nhưng cuối cùng không thể cùng nhau bạc đầu. Nên tỉnh mộng đi, nhị lang. Ở một bên Tiết Tung nói, nếu ngươi còn tâm huyết thì nên nghĩ cách trả mối hận cướp thê, để bọn họ nợ huyết trả bằng huyết. Đừng nói nữa, huynh đừng nói gì nữa. Tiết Sầm nhắm mắt lại, giơ tay cởi mũ tân lang, khóe mắt chảy ra một dòng lệ trong suốt. Vó ngựa đập tan băng tuyết lạnh giá trên mặt đất, Ninh Ân siết dây cương dừng ngựa lại, những thân vệ của phủ tĩnh vương đã cưỡi xe ngựa chờ sẵn ở đầu đường. Ninh Ân xuống ngựa trước, rồi ôm lấy eo Ngô Linh Tê, cùng nàng xuống ngựa, bỏ nàng vào trong xe ngựa lộng lẫy. Về phủ, Ninh Ân chỉnh lại tay áo ngồi xuống, sau đó thản nhiên dựa vào thành xe vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. Ngô Linh Tê cúi đầu bước tới, ngồi bên cạnh hắn. Đốt hương trong lò hương hình thú, hơi ấm tràn ra sô tan tuyết rơi dày đặc đông giá lạnh. Ngô Linh Tê ngồi bên cạnh Ninh Ân, liếc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, sau đó lại nhìn mắt hắn, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Ninh ân lướt mắt qua, một lúc sau, giơ tay nhéo nhéo gái nàng, bị cướp đi còn vui vẻ như vậy, lá gan cũng lớn. Chàng sợ ta bị đàm tiếu, cho nên mới ôm lên người cái danh cướp người, tự mang tiếng xấu cho mình. Ngô Linh Tê tiến lại gần chút, cúi mắt suy ngẫm, hơn nữa, việc làm này ở nơi đông người không chỉ có thể khiến những kẻ muốn thừa lúc nhảy vào trèo cao phải từ bỏ, mà còn chặn được miệng lưỡi thiên hạ, điện hạ đã khổ tâm vì ta rồi. Ninh ân nhìn nàng hồi lâu, cười nhẹ, không chỉ nàng có là gan lớn mà da mặt còn dày nữa. Mặc dù ngoài miệng nói với vẻ chán ghét, nhưng hắn khẽ nâng cánh tay lên, ôm linh tê vào trong ngực. Ngu linh tê áp má vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đều đặn, thì thầm, ta đã biết rồi, ninh ân. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, nhưng lúc này, giữa họ chỉ còn lại sự bình yên vô tận. Xe ngựa sốc này, bàn tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của ngu linh tê cũng rơi xuống đặt trên chiếc váy đỏ tươi của nàng xương bàn tay của nam nhân rất khác biệt đặt trên đùi như có sức nặng lông mi ngu linh tê du lên nàng đang do dự không biết có nên dùng năm ngón tay đan vào nhau với hắn hay không nhưng bàn tay trắng nõm mảnh mai lạnh lẽo kia đã hạ xuống từng tấc từng tấc một cuốn lên chiếc váy mỏng manh của nàng cổ chân mảnh khảnh thấp thoáng tiếp theo đó là ống chân trắng như ngọc ngu linh tê định thần lại vội vàng ngồi thẳng người giữ lại váy, làm sao vậy? Ngược lại Ninh Ân nắm lấy cổ tay nàng, chớp mi rất chậm, kiểm tra con dấu. Trong trong xe ngựa này, Ngu Linh Tê thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng sột soạt của những tên lính canh đang đi qua lớp tuyết ở phía sau xe, mặt nàng lập tức nóng bừng, lui lại trong vô thức. Nhưng xe ngựa cũng chỉ nhỏ xíu, nàng không có đường lui, nhanh chóng bị đụng thành xe phải ngồi lại trên ghế có nệm êm. Xuyệt, đừng cử động ninh ân đè lại môi nàng con ngươi như mực sống mũi thẳng tắp trước mặt nàng lúc này thân thể trở nên lạnh lẽo Ngu Linh tê cắn môi nín thở đột nhiên không dám nhúc nhích ánh mắt ninh ân rời xuống món tay ấm áp vuốt ve con ấn màu đỏ quan sát kỹ một lúc lâu tiếc nuối than thở đã mờ rồi mực con dấu không phải là thuốc nhuộm đã in trên da nửa ngày lại qua một kiệu hoa cưỡi ngửa làm sao có thể không mở đi Ta sẽ cho Linh Tê một cái khác, được không? Còn nữa. Ngô Linh Tê nhanh chóng lắc đầu, muốn từ chối, nhưng môi lại bị hắn dùng tay đè lại, chỉ có thể phát ra âm thanh ủ ớ không rõ. Ninh Ân ngoảnh mặt làm ngơ, cúi người xuống. Hơi thở ấm áp ập tới, Ngô Linh Tê căng thẳng, sau đó có một cảm giác cái mềm mại như lông vũ rơi xuống, nhẹ nhàng chạm vào, giống như đang hôn một bảo vật mỏng manh dễ vỡ. Ngô phủ. ngay khi Ngộ Uyên vừa ra khỏi cung, ông đã nghe thấy những chuyện phát sinh trước khi hoàn thành lễ rước kiệu hòa ngô tướng quân đoán rằng sự suy sụp của nhà họ tiết hẳn là do tĩnh vương đứng phía sau đổ dầu và lửa nhưng ông không ngờ rằng tĩnh vương sẽ mang theo người hầu lễ vật đến cổng tiết ra để cướp người ông âm thầm giúp đỡ vệ thất không có nghĩa là đồng ý với thủ đoạn của tĩnh vương cũng không có nghĩa là ông yên tâm giao đứa con gái mới vừa hủy hôn vào tay hắn hoàng gia vọng tộc không có mấy ai thiện lương trong sạch ngô tướng quân rất lo lắng nhìn những món lễ vật hậu hĩnh chất đống ngoại viện, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Xe ngựa vẫn không ngừng bước đi, tấm rèm theo khẽ đung đưa, lọt vào hơi lạnh của một vài bông tuyết. Hai má ngu linh tê ửng hồng, nàng im lặng chỉnh lại váy và tất, dùng đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm ninh ân một cách tức giận. Ai dùng miệng làm con dấu? Con người khởi đầu sự việc thì một thân chỉnh tề, vẻ mặt lãnh đạm, đang chậm rãi nhấp một chén trà đã nguội. Hắn đưa mắt nhìn sang, Trái tim Ngu Linh Tê nóng bừng khi nhìn thấy vệt nước trên môi hắn, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Không biết có phải là ảo giác hay không, Ngu Linh Tê luôn cảm thấy Ninh Ân đang cười nhạo nàng. Không được, dù sao cũng sống lâu hơn nhóc điên này một kiếp, sao có thể thua ở đây. Ngu Linh Tê ngoài ý muốn đứng dậy đi đến bên cạnh Ninh Ân. Xe ngựa rẽ góc đường, Ngu Linh Tê cũng lắc lư theo, ngã vào lòng Ninh Ân. Ninh Ân sửng sốt một chút ly trà trong tay cũng lắc lư văng ra mấy giọt nước ngô linh tê vô thức nắm lấy bộ lông cáo của ninh ân gần như cùng lúc đó nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của một người đàn ông xuyên qua lớp vải dày lan dọc theo con dấu nóng lên đáy lòng hắn đúng là khi ngước nhìn lên một lần nữa có một nụ cười tự mãn trong mắt nàng nụ cười ấy vô cùng rạng rỡ nhẹ nhàng như có ánh sáng dài lung linh nàng thay đổi tư thế cầm lấy ly trà vướng víu trong tay ninh ân vịn vai hắn đối diện với hắn. Lớp son màu đỏ trên môi ngu linh tê vẫn chưa phai, nàng chớp mi tiến lại gần hơn. Có qua có lại, ta có thể trả lễ cho điện hạ một món quà không? Nàng thở ra hơi thở, nhẹ nhàng hỏi. Trong mắt ninh ân có chút bóng tối, thấy hương thơm của nữ nhân lưu lại khắp cơ thể hắn, ngu linh tê quay đầu lại, nàng đặt hương thơm của mình lên đôi môi mỏng của hắn. Đầu tiên là chạm nhẹ, sau đó là ấn nhẹ lên trong chốc lát hơi thở ổn định của Ninh Ân ngừng lại hơi thở nhẹ nhàng của nữ nhân thoáng qua hắn híp mắt vui sướng đưa tay đỡ gái Ngô Linh Tê nhẹ nhàng vuốt ve cho đến khi nàng kìm nén đến hai má ửng hồng mới cúi đầu hé môi đổi bị động thành chủ động Ngô Linh Tê bắt đầu đẩy hắn nhưng không di chuyển được chút nào cho đến khi xe ngựa đột ngột dừng lại môi và răng của họ va vào nhau đầu lưỡi có vị tanh nhàn nhạt của huyết khi ngửi thấy mùi huyết nhóc điên có chút vui hơn Ngô Linh Tê sửng sốt, nhưng Ninh Ân lại khẽ cười, hơi thất vọng nói, sao nàng không tiếp tục nữa, hả? Tĩnh vương điện hạ. Giọng nói trong trẻo của ngu hoán thần từ bên ngoài xe ngựa truyền đến, cưỡi ngựa cao giọng nó, ngài đưa muội muội thần đi đâu. Là huynh trưởng. Ngô Linh Tê vội vàng ngồi dậy, nhưng lại bị Ninh Ân dùng tay giữ chặt. Chạy được một hai lần, Linh Tê còn muốn chạy lần thứ ba. Ninh Ân nhéo nhào miếng thịt mềm ngay eo nàng trừng phạt, bổn vương không phải là người có tính nhẫn nại. Ta sẽ không chạy. Ngu Linh Tê định phản bác, nhưng sau đó nhận ra rằng chạy mà Ninh Ân nói không phải chạy theo nghĩa đen. Lần đầu tiên là khi huynh trưởng vào đến tận phủ, lần thứ hai là sáng nay đại tỷ đến đón nàng, và lần thứ ba. Thực sự có chút không tử tế. Nếu đưa ta đi trước mặt nhiều người như vậy, huynh trưởng nhất định sẽ rất lo lắng, về nhà giải thích với cha nương cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, chuyện này cũng không thích hợp để tiếp tục câu cuối cùng nàng cắn chặt giữa răng và môi gần như không nghe được dỗ dành ta đi nói đôi lời với huynh trưởng để huynh trưởng yên tâm có được không ánh mắt ninh ân vô cùng lạnh lùng nguy hiểm bên ngoài xe ngựa ồn ào thị vệ vương phủ nói thiếu tướng quân người không được tùy ý xông vào ngô linh tê cũng không kịp suy nghĩ nhiều ôm má ninh ân hôn một cái sau đó vội vàng chỉnh sửa trang phục ngay ngắn vén rèm xe ngựa đi xuống. Ngay khi rèm xe ngựa mở ra đóng lại, ánh mắt Ninh Ân cũng sáng lên rồi tối sầm lại. Hắn từ từ dựa vào thành xe, một lúc sau mới đưa tay lên chạm vào nơi vừa được hôn. Huynh trưởng, ngu linh tê tóc xõa như mực, dính đầy tuyết, nói lời xin lỗi, muội đã làm huynh lo lắng. Ngu hoán thần nhìn thoáng qua lớp da rách trên môi dưới của muội muội, ánh mắt trầm xuống, thậm chí còn có ý muốn xông vào chém ninh ân. Tuế tuế, đi với huynh. Ngu hoán thần trịnh trọng nói, chỉ cần muội không muốn, trên đời này không ai có thể đoạt muội rời khỏi huynh. Ngu linh tê cười, ấm áp đáp, không ai cướp muội đi, là muội nguyện ý. Tuế tuế, chuyện của tiết gia đã giải quyết xong, trên đời này cũng không có ai ép bức muội, hà cớ gì muội vừa rời khỏi hang sói, lại phải vào hang cọp. Ngu hoán thần phân tích lợi hại trước mặt nàng, nói rõ ràng, từ khi sinh ra muội có bản chất hiền lương trong sáng, nếu muội ở bên một người đi theo con đường bất chính những lời nói của thế gian có thể không làm tổn thương hắn một chút nào nhưng nó sẽ đủ để làm cho muội kiệt sức cho đến lúc đó muội phải xử lý như thế nào muội biết huynh trưởng ngô linh tê ánh mắt trong veo lời nói rõ ràng nhưng huynh trưởng vừa rồi cũng nói rằng lúc trước muội rời khỏi huynh ấy là do không có lựa chọn nào khác còn bây giờ muội được tự do tại sao muội còn làm khổ chính mình muội u hoán thần liếc nhìn xe ngựa bất động Ánh mắt lại rơi vào muội muội mình. Không biết tên vệ thất kia đã bỏ thuốc mê gì cho muội muội mình, hết lần này đến lần khác, Tuế Tuế luôn cứng đầu khi gặp chuyện gì liên quan đến hắn, như trở thành một con người bướng bỉnh khác. Hôm nay Tĩnh Vương mang người đi trên đường, chẳng qua là tuyên bố chủ quyền trước thiên hạ. Sau sự việc này, ai dám cầu hôn muội muội mình nữa? Vệ thất có cơ trí thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, người bình thường không thể sánh bằng. Làm huynh trưởng sao không lo lắng cho muội muội bị tổn thương được ngu hoán thần tâm trạng phức tạp nói lên phía trước tuế tuế muội đã hạ quyết tâm ngu linh tê gật đầu cuối cùng muội cũng lấy lại được tự do hãy để cho muội được ở bên người muội thích một thời gian như những người nữ nhân bình thường khác được không nàng hạ giọng nói nhỏ trước khi trời tối muội sẽ về nhà tạ lỗi với cha nương tuế tuế ngốc muội có tội gì chứ ngu hoán thần khẽ thở dài cổ họng căng chặt thoáng buông lỏng một chút trước bữa tối huynh sẽ đón muội nếu ai dám xúc phạm bắt nạt muội huynh của muội sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn câu nói cuối cùng dường như là cố tình nói với ninh ân trong xe ngựa đa tạ huynh trưởng ngô linh tê cúi đầu hành lễ nở nụ cười thoải mái huynh trưởng đi thong thả ngô hoán thần bước tới nhẹ nhàng vuốt ve lớp thuyết vụn trên mái tóc của muội muội mình rồi mới quay trở lại ngựa quay về báo cáo Ngô Linh Tê ngay lập tức vén màn, chui vào xe ngựa. Ninh Ân ngồi dựa vào thành xe, vừa thấy nàng vào liền nhíu mắt. Có đôi lúc Ngô Linh Tê nghĩ rằng Ninh Ân là một người kỳ diệu. Hoặc có thể nói, hắn quá cường hãn so với con người. Ví dụ như vừa rồi hắn còn hôn rất say đắm quên trời đất, hiện tại hắn lại có thể bình tĩnh ngồi trong xe ngựa, không biểu lộ cảm xúc gì là đắm chìm dục vọng. Kiếp trước hắn cũng vậy, hắn rất thích sự hầu hạ của Ngô Linh Tê, có lúc sẽ phát điên lên, nhưng hắn hiếm khi rơi vào trầm luân. Đôi khi Ngô Linh Tê cảm thấy rằng hắn là một người rất lạnh lùng. Đúng hơn là vô cảm. Dù trải qua bao nhiêu trận động tâm kịch liệt, Ngô Linh Tê vẫn không cảm thấy hắn thật sự say mê đối với chuyện tình cảm của mình, nó giống như làm theo bản năng của cơ thể hơn. Đây có thể là một trong những nguyên nhân kiếp trước hắn không có nữ nhân khác. Ý nghĩ kỳ lạ này vừa vụt qua, Ngô Linh Tê kiềm chế suy nghĩ vẩn vơ, ngồi lại bên cạnh Ninh Ân. Nàng khẽ thở dài, xoa xoa đầu ngón tay mát lạnh nói, chàng đã nghe những gì ta vừa nói với huynh trưởng chưa? Ninh ân nhìn nàng bằng ánh mắt sâu như mực, thản nhiên nói, câu nào? Trở về nhà trước khi trời tối, hay là về nhà trước khi ăn tối? Ngô Linh Tê nhẹ một hơi, nhíu đôi mày. Nàng đã nói nhiều lời bày tỏ trong lòng như vậy, tại sao Ninh ân chỉ nghe được câu vô dụng nhất này? Đó là lời hứa để cho huynh trưởng an tâm. Chàng nghĩ, nếu ta không được sự đồng thuận và mong muốn của gia đình ta sẽ không thể yên tâm được ngay cả khi bên cạnh chàng ngô linh tê giải thích thêm bên cạnh đó ngay cả những người yêu nhau đàng hoàng cũng không thể suốt ngày đêm luôn bên cạnh nhau trước khi hôn nhân được chưa kể chúng ta còn không không phải là phanh phu của nàng sao quan tâm nhiều như vậy phanh phu người yêu của một người con gái bạn trai ninh ân một tay nắm lấy đầu ngón tay của nàng lôi vào trong bộ lông cáo dán sát vào lòng mình đột nhiên nói Nhà ở mà hoàng đế ban thưởng đã chuẩn bị xong, ta đã ra lệnh cho người xây một căn phòng thật lớn, trong đó có một mật thất. Đề tài thay đổi quá đột ngột, đầu ngón tay của Ngu Linh Tê áp vào lồng ngực săn chắc và nóng bỏng của hắn, chớp mắt đầy thắc mắc. "Giấu Linh Tê ở đó, được không?" Ninh Ân dùng đầu ngón tay xoa xoa lòng bàn tay tinh xảo, nói ra dự định, như thế này sẽ không có ai quấy rầy, chúng ta có thể ngày đêm ở bên nhau. "Không tốt chút nào." Ngô Linh Tê khịt mũi mật thất quá tối, ta không thích. Ta thích cùng chàng ra bên ngoài ngắm những cảnh lãng mạn. Ninh ân bật cười, vươn tay bóp má nàng. Ngô Linh Tê biết rằng hắn là nửa sự thật nửa giả hù dọa mình, con người xấu tính này, Ngô Linh Tê không thể thay đổi một chút nào. Nàng tựa vào vòng tay của Ninh Ân, chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Đúng rồi, tuy rằng tiết ra tạm thời thất thế, nhưng chàng cũng phải đề phòng. Ngô Linh Tê nhớ tới vết xe đổ của kiếp trước, nghiêm túc nói ta sợ có người lén lút hạ thủ chàng chàng có nghe không ninh ân nhìn xuống nàng nhớ đến chiếc thiên đăng bí ẩn mà hắn đã nhận được trước đó lúc trước đã thề gả cho họ tiết nhưng giờ nàng ở đây quan tâm đến bổn vương hắn khẽ vuốt tóc nàng lười biếng nói sau này mới nhận ra có muộn rồi không tên này thật là sao lại lôi chuyện cũ vào lúc đó ta không nói chàng có thả ta ra không để cho ta làm gánh nặng cho chàng chỉ biết trốn vào mật thất bất lực nhìn chàng bị thương khi ngô linh tê nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra với ninh ân lúc đó nàng vẫn không thể tránh khỏi đau lòng nàng rời tay khỏi vòng tay hắn quay lại nói không bao giờ là muộn nếu quan tâm đến người mình yêu sau khi nói xong ngô linh tê chỉ cảm thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng cuối cùng nàng cũng có thể nói ra những lời này không cần phải kết hôn nàng không cần nhẫn nhịn có thể thẳng thắn nói với Ninh Ân, chàng là người ta yêu. Một lúc lâu sau lưng vẫn không có động tĩnh gì, đến nỗi ngu linh tê tưởng Ninh Ân không nghe thấy, thì lập tức bị một lực tiến về phía mình, kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt. Ngu linh tê lưng đập vào lồng ngực rắn chắc, đầu quả tim tê dại. Đối với ta thì xấu xa một chút cũng không sao cả. Hơi thở ấm áp của Ninh Ân phả vào tai nàng, chóp mũi cọ vào má nàng, khan giọng nói, nàng không được lừa dối ta. Cách trường. Nói đến chuyện lừa người thì không có ai có thể so sánh được với Ninh Ân, người mà lúc trước giả vờ tài giỏi, khéo léo và có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để được ở lại ngu phủ. Ngô Linh Tê biết rõ điều này trong lòng. Nhưng khi nghe đến câu đối với ta thì xấu xa một chút cũng không sao cả thì trái tim của nàng vẫn không kìm được mà rung động. Người đầu tiên lừa ta đã chết rồi, chết một cách rất thảm thiết. Dường như Ninh Ân đang nhớ lại quá khứ đã qua, giọng nói của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng nếu Linh Tê lừa gạt ta thì ta cũng không nỡ vậy nên ta chỉ có thể im lặng. Mút rồi cắn cái lưỡi lừa dối người khác này một chút, cho đến khi Linh Tê không thể nói ra được thành lời mà chỉ có thể nức nở và khóc lóc cầu xin tha thứ thôi. Hắn đưa ngón tay lên ấn vào môi của Ngư Linh Tê, đôi mắt đen như mực của hắn sáng rực lên, trông vừa đẹp vừa say mê. Lúc này chắc chắn tâm trạng của Ninh Ân đang rất tốt, ngay cả hơi thở mà hắn thở ra cũng chứa đựng nụ cười thoải mái nhưng ngu linh tê lại không thể cười nổi trong lòng của nàng như bị nhét vào một đống bông trái tim mơ hồ có chút nặng nề nàng biết nếu nàng muốn trái tim của ninh ân thì người điên này nhất định sẽ đào ra và lau sạch sẽ mà không có chút do dự nào sau đó hắn sẽ nở nụ cười và đưa nó cho nàng nhưng hắn lại luôn luôn duy trì sự cảnh giác đối với tấm chân tình mà ngu linh tê đưa ra dường như ở trong tiềm thức của hắn hắn nghĩ rằng sẽ chẳng có ai dành chọn trái tim cho hắn cả Người đầu tiên lừa Ninh Ân là ai vậy? Nàng không thể kìm được mà suy đoán, lẽ nào là do người đó nên Ninh Ân mới thận trọng và lạnh nhạt như vậy sao? Ta sẽ không lừa chàng. Ngô Linh Tê khẽ thở dài, nàng tiện thể dựa vào lồng ngực của hắn. Đối với người có suy nghĩ trong sáng và cởi mở thì việc nói ra hai câu thật lòng cũng không phải là việc gì khó. Vì vậy Bàn tay mịn màng của nàng nhẹ nhàng nắm lấy các ngón tay của Ninh Ân rồi đưa tay của hắn đặt vào ngực mình để cho hắn cảm nhận được nhịp tim đang đập một cách mãnh liệt của nàng. Nếu chàng không tin ta thì chàng sờ một chút đi. Ngô Linh Tê hơi nghiêng đầu, nàng nhẹ nhàng nói, nhịp tim của ta không biết nói dối. Ninh Ân không nói gì, hắn vùi cầm vào vai nàng, cảm nhận đường cong mềm mại ở dưới lòng bàn tay của nàng. Một lúc lâu sau, hắn mới nói một cách đầy ẩn ý, ta không thể sờ được. Hà, Ngô Linh Tê khó hiểu. Ninh ân rũ mắt xuống, nói vào bên tai của nàng, quần áo quá dày nên rất vướng víu. Ngô Linh Tê phản ứng lại, nàng đột nhiên mở to mắt và hất tay của hắn ra. Nhưng Ninh ân lại dễ dàng giữ lấy cổ tay của nàng, tiến sát gần nàng hơn, đưa ngón tay từ cổ tay nàng lên phía trên rồi nâng cổ của nàng lên và nhẹ nhàng nắm lấy cầm nàng. Hắn ép nàng phải nhìn hắn cho đến khi gò má của nàng đỏ bừng lên, sau đó hắn mới mỉm cười cúi người và cắn vào môi dưới của nàng. Bàn tay đang đặt ở cổ của nàng hơi dùng sức, Ngô Linh Tê lập tức kêu lên một tiếng. Thật không ngờ rằng cánh cửa vừa mới mở rộng ra thì lập tức bị người đã có âm mưu từ lâu nhân cơ hội để tiến vào. Đến khi xe ngựa dừng lại trước cửa Vương phủ, khuôn mặt của Ngô Linh Tê đã đỏ tới mang tai, hai mắt mờ mệt và trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ. Chắc chắn không được lừa người điên này, nếu không thì cái lưỡi thật sự sẽ lại bị ăn mất. Cùng lúc đó, ở trong cung, hoàng hậu cuộn chuỗi hạt trong tay và hỏi, tĩnh vương đã cướp ngu linh tê, người đã hủy bỏ hôn ước, ở trên đường đi rồi sao? Tất cả người dân trên đường đều nhìn thấy cho nên chuyện đó, hoàn toàn là sự thật. Thôi ám chậm rãi nói, kết quả của những lần ám sát trước đều là thất bại, người của chúng ta bị thương rất nghiêm trọng. Nếu tĩnh vương cưới nữ nhi của ngu ra để nắm quyền điều hành quân đội thì tình hình chắc chắn sẽ rất bất lợi đối với hoàng hậu và tiểu điện hạ. Hoàng hậu hơi suy nghĩ một chút, bà ta không trả lời mà hỏi. Thôi ám, rốt cuộc ngươi muốn làm gì mà ngươi lại toàn tâm toàn ý bày mưu tính kế cho bổn cung và thái tử đã bị phế bỏ như vậy. Thôi ám thu hồi vẻ u ám trong mắt lại, hắn ta quỳ xuống và nói, đương nhiên là vì thần muốn cảm ơn đại ân đại đức của hoàng hậu rồi. Có câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng mạ. Được rồi, ngươi có thể đi lừa gạt người khác bằng những lời này nhưng ngươi không thể lừa được bổn cung đâu. Hoàng hậu rút chiếc châm cài tóc ra rồi chọc chọc vào ngọn nến ở trước bàn thờ Phật. Một lúc lâu sau bà ta mới nói, bổn cung nhớ là có chuyện tiết tung bị cách chức và đi quang lộc tự đúng không? Thôi ám hơi suy nghĩ một chút rồi vội vàng nói, thần sẽ lập tức đi sắp xếp chuyện này. Tĩnh vương là người gian xảo, phải đưa ra miếng mồi đủ lớn thì mới có thể khiến cho hắn ta cắn câu được. Hoàng hậu cài lại chiếc châm cài tóc vào búi tóc của mình, giọng nói của bà ta bình tĩnh như không phải là đang ở trong một cuộc chiến sống còn ngươi đi đi. Nếu thất bại một lần nữa thì ngươi không cần phải đến gặp bổn cung nữa đâu. Lần này, bà ta muốn tự tay kết thúc sinh mệnh của con súc sinh này. Cũng giống như khi bà ta sát chết nương của nó vào năm đó. Bởi vì là do thừa và sắp đến năm mới nên Ngu Linh Tê luôn ngoan ngoãn ở trong ngu phủ và làm bạn với cha, nương, huynh, tỷ của nàng. Tàu tàu tô hoàn đang mang thai 2 tháng, nàng ấy rất vui mừng khi có em bé, và đêm giao thừa ở trong phủ trở nên càng sôi động hơn so với năm trước. Trong đình, ánh đèn sáng như ban ngày, pháo hoa được bắn rực rỡ trên bầu trời, Ngô Linh Tê không kìm được mà nghĩ đến thời điểm này vào năm ngoái, đó là khi Ninh Ân uống rượu Đô Tô vừa nặng vừa cay và nói với đôi môi mỏng đỏ mọng, trên đời này, tiểu thư chính là người đối xử với ta tốt nhất. Khóe miệng của nàng không khỏi nhếch lên một nụ cười nhẹ, nàng tự hỏi không biết năm nay Ninh Ân sẽ đón năm mới như thế nào ở trong Tĩnh Vương phủ có lẽ là ngay cả một câu đối hay một chiếc đèn lồng đỏ náo nhiệt cũng không có. Ở trong phủ đệ lớn, hắn luôn sống đơn độc như đang sống trong một ngôi mộ vậy. Nghĩ đến đó, nụ cười nhẹ ở khóe miệng ngu linh Tây trở nên nhạt đi. Nàng đưa tay lên chạm vào chiếc châm cài tóc bằng ngọc thụy vân màu trắng có đường màu đỏ ở trên búi tóc của mình. Sau đó nàng khẽ thở dài một tiếng. Sau khi đón giao thừa, ngu linh Tây tắm rửa, thay quần áo và vừa ngáp vừa bước vào tầm phòng. Ở trong phòng, Bức màn đã được hạ xuống và thị tỳ đã sửa sang xong rừng đệm từ trước. Ngu Linh Tê không nghĩ ngợi gì, nàng vén bức màn lên và ngồi xuống. Nhưng nàng lại đột nhiên ngồi đúng vào trong một cái ôm vừa nóng bỏng vừa cứng cắn, khiến cho nàng không kìm được mà sợ mất việc. Còn chưa kịp kêu lên vì sợ hãi thì miệng của nàng đã bị người ở phía sau che lại. Ninh ân ôm chặt nàng vào lòng và ở bên tai nàng vang lên tiếng cười, im lặng nào, bổn vương sẽ không chịu trách nhiệm nếu có người tới đây đâu ngô linh tê sững sơ một lúc sau mới thả lòng cơ thể ra nàng kéo bàn tay của hắn xuống xoay người lại và nói tại sao chàng lại ở chỗ này ra khỏi nhà đi ngang qua chỗ này trở lại chốn cũ ta lập tức nhớ tới linh tê ninh ân nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt của ngô linh tê vẻ băng giá trong đôi mắt đen như mực vẫn còn chưa tan ra hắn nhẹ nhàng cười nói cho nên ta đến nhìn một chút sắp sang năm mới mà còn ra khỏi nhà ư hắn rõ ràng là tĩnh vương điện hạ cực kỳ có quyền có thế, tại sao lại có thể sống cô đơn và vắng vẻ hơn cả vệ thất trước kia vậy? Ngô Linh Tê mở miệng, nàng có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng lại biến thành một câu, chàng đã có áp tụy tiền chưa? Ninh Ân hơi nhướng mắt, giống như muốn hỏi, đó là cái gì vậy? Ngô Linh Tê lập tức cúi đầu, từ trong túi tiền lấy ra hai đồng tiền mà nàng vừa mới có được, bọc chúng bằng giấy đỏ rồi nhét vào tay của Ninh Ân. Đừng chê tiền ít, cái này chỉ là vật may mắn thôi, chàng cũng không thiếu tiền. Ngô Linh Tê giải thích, đây là áp tụy tiền. Khi ngủ thì chàng đặt chúng ở dưới gối để đảm bảo cả năm trôi qua bình an. Dưới bức màn mờ tối, hiếm khi Ninh Ân lộ ra vẻ hiếu kỳ, hắn nghịch hai đồng tiền được bọc bằng giấy đỏ ở trong lòng bàn tay và nói, áp tụy nghĩa là gì vậy? Ngô Linh Tê tìm một tư thế thoải mái, nàng dựa vào bên cạnh hắn và nhỏ giọng trả lời, đương nhiên là chấn áp ác quỷ và tai họa rồi ninh ân nở nụ cười không phải bổn vương là ác quỷ và tai họa lớn nhất trên thế gian này sao ngô linh tê chớp chớp mắt lời nói này hình như cũng có hơi không đúng lắm nhỉ theo bổn vương nghĩ thì nó nên có nghĩa là áp tuế năm ngón tay của ninh ân cầm hai đồng tiền trong lòng bàn tay hắn tiến lên phía trước và thấp giọng nói áp tế năm này qua năm khác nói xong hắn nắm lấy eo của ngô linh tê xoay cả cơ thể của nàng một cái và giam giữ nàng từ đầu xuống đuôi đúng như từ ngữ áp tuế. Khi hắn lật người, áo choàng tạo ra một luồng gió và bức màn được vén lên như một làn sóng đang vỗ. Đường nét trên khuôn mặt của Ninh Ân trở nên mơ hồ và sâu sắc một cách lạ thường, chỉ có duy nhất đôi mắt đen là có sức hấp dẫn chết người. Kỳ lạ, vậy mà Ngu Linh Tê lại cảm thấy ánh mắt của Ninh Ân có chút mê hoặc lòng người. Rõ ràng hắn là người bị khuyết thiếu cảm xúc, khả năng kiểm soát lý trí cao đến mức xít chút nữa tự hành hạ bản thân. Tiểu thư, Bình giữ ấm đã được chuẩn bị xong, khi chăn gối trở nên ấm áp thì người có thể đi ngủ rồi ạ." À. Hồ Đào ôm một cái bình giữ ấm bằng đồng được bọc bằng vải lụa và bước vào phòng, nàng nói với giọng nói trong trẻo. Ngô Linh Tê giật mình, nàng vô thức vén chân bông và đắp lên người, đẩy Ninh Ân vào phía trong giường để giấu đi rồi nói, "Ngươi đặt nó ở trên bàn giải đi." Giọng nói có chút nóng nảy của nàng làm cho Hồ Đào cảm thấy hốt hoảng, "Tiểu thư." Ninh Ân híp mắt lại, hắn giơ tay lên và nhéo eo của nàng một cái. mu linh tê kêu a à một tiếng, trái tim của nàng giống như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. nàng vội vàng cắn môi và trừng mắt với người khởi sướng rồi bị chuyện một cách qua loa. ta đang cởi quần áo, người đừng tới đây. may mắn là hồ đào cũng không nghi ngờ gì, nàng đặt bình giữ ấm còn rất ấm áp lên trên bàn dài, sau đó đóng cửa và đi ra ngoài. mu linh tê dựng thẳng lỗ tai lên, chờ đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của hồ đào thì mới thở vào nhẹ nhõm không phải là nàng nói cởi quần áo sao? Cởi ra đi. Ninh ân chống khuỷu tay và nghiêng người, hắn lấy một tay chống đỡ cái đầu, còn cái tay ở trong chân kia thì di chuyển xuống phía dưới, hắn liếm môi và cười nói, ta muốn đóng dấu nàng. Đến khi trời gần sáng thì mới ngừng bắn lên những chùm pháo hoa rực rỡ. Ngu Linh Tê không biết Ninh Ân rời đi vào lúc nào, khi nàng tỉnh dậy thì bên cạnh đã không có hơi ấm của người đó. Nếu không phải có một ân ký màu đỏ đậm nằm ở nơi mà người khác không thể nhìn thấy thì nàng suýt chút nữa đã nghĩ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vào đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ. Thức dậy sau một giấc mơ dài, nhưng lại giống như được thưởng thức một viên kẹo và hương vị của nó vẫn còn lưu giữ đến hiện tại. Cũng may là sắp đến Tết Nguyên Tiêu, lễ hội đèn lồng sẽ được tổ chức vào ban đêm, các quan viên và dân chúng sẽ vui chơi cùng với nhau. Đêm đó, vào giờ tuất, Hoàng đế sẽ dẫn con cháu của mình và con cái của các gia đình quý tộc lên điện tuyên đức để xem lễ hội đèn lồng từ trên cao và tiếp nhận sự tôn thờ của hàng nghìn người dân. Tuy nhiên, vì hoàng đế vẫn đang dưỡng bệnh trong cung trường dương nên việc đi lên điện lần này đã đề cử thất hoàng tử Ninh Ân làm thay. Theo thường lệ thì Ninh Ân sẽ không có hứng thú với trường hợp này và chắc chắn sẽ không xuất hiện. Nhưng tất cả mọi người đều đang suy đoán rằng bởi vì là người có đủ tư cách để thay thế hoàng đế và cũng là người rất có thể sẽ trở thành người thừa kế ngai vàng nên nếu như có tham vọng thì vị thất hoàng tử này nhất định sẽ không từ chối vinh dự này. Cho nên Ninh Ân muốn làm thái tử sao? Ngu Linh Tê không biết rõ lắm. Vào giờ tuất, Ngu Linh Tê mặc một chiếc váy đỏ, mang theo một chiếc đèn lồng và đi lên sân thượng ở phía tây của Điện Tuyên Đức cùng với Ngu Tân Di. Đó là nơi các phi tần và cung nữ trong hậu cung đến để ngắm nhìn những chiếc đèn lồng. Các hoàng tử và con cháu của hoàng đế như Ninh Ân và Ninh Tử Trạc đứng trên sân thượng ở phía đông thay cho hoàng đế. Theo tầm mắt có thể nhìn thấy bầu trời đêm sâu thẳm ở dưới cửa cung đông nghịch người, hàng nghìn đèn lồng như hóa thành một dòng sông ánh sáng. Ngô Linh Tê chống tay lên lan can tòa cung điện, từ xa nhìn Ninh Ân đang chậm rãi bước lên tòa tháp ở phía đông. Hắn mặc áo choàng tím và đeo thắt lưng ngọc trông vô cùng lạnh lùng. Khóe miệng nàng không kìm được mà nhếch lên. Ở bên cạnh. Ngô Tân Di đang đi lên phía trước, nàng vươn tay cắt ngang ánh mắt của nàng và nói, "Muội có muốn tỉ đi mượn lệnh bài cho muội để đến gặp hắn không?" Lúc này Ngu Linh Tê mới thu hồi ánh mắt, nàng cười với vẻ ngượng ngùng, "Không cần đâu ạ." À. Nàng đã hẹn Ninh Ân đi chợ xem đèn lồng và cùng nhau giải các câu đố sau khi lễ hội đèn lồng kết thúc. Vì hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, không bị lễ nghi trói buộc cho nên nàng có thể đi chơi và ngắm đèn lồng suốt đêm. Khi gió thổi những chiếc đèn lồng trên khắp đường phố đung đưa giống như những vì sao rơi xuống thế gian này. Đứng ở trong dòng người đông đúc, thiết sầm lướt mắt một cái là lập tức nhìn thấy ngu linh tê ở phía trên tòa cung điện. Trong số rất nhiều quý nữ và mệnh phụ mặc quần áo lộng lẫy, chỉ có ngu linh tê là xinh đẹp và rực rỡ như đóa hoa sen mới nở trên mặt nước. Giữa chán nàng có đính một bông hoa nhỏ màu đỏ đang nở rộ, làm cho ánh đèn ở khắp tòa cung điện bị lu mờ. Đôi mắt của nàng vẫn xinh đẹp và dịu dàng như trước, nhưng nàng sẽ không bao giờ nhìn về phía hắn nữa vì đi theo huynh của mình nên tiết sầm mới đến đây thái tử bị phế bỏ đã chết tổ phụ cũng từ chức và trở về nhà cuộc hôn nhân với ngu gia bị đổ bể và trở thành trò cười của toàn kinh thành còn tiết phủ thì lâm vào tình cảnh suy tàn chưa từng thấy từ trước đến nay thỉnh thoảng tiết sầm thức trắng đêm và hắn nghe thấy tiếng huynh của mình vội vã đi ra ngoài vào lúc nửa đêm trong cả tiết phủ có lẽ người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi sự chèn ép là tiết tùng Dần dần, Tiết Sầm cảm thấy nghi ngờ trong lòng. Thái tử bị phế bỏ được hỗ trợ bởi Tiết Gia đã chết. Hắn không biết huynh trưởng của mình vẫn đang vất vả buôn ba vì ai hoặc là người mà hắn ta âm thầm hỗ trợ không phải là thái tử đã bị phế bỏ. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, Tiết Sầm đi theo xe ngựa của huynh của hắn đến cửa cung điện. Khi bị mất dấu huynh của mình, hắn nhìn thấy Ngu Linh Tê đang mỉm cười ngọt ngào ở trên tòa cung điện. Trái tim nóng bừng như bị bỏng nhưng lại không thể kìm nén được mà bị hấp dẫn như con thiêu thân lao vào lửa. Các quan viên ở Quang Lộc tự và lễ bộ dẫn một nhóm nghệ nhân biểu diễn xiếc và những người buôn bán nhỏ lên tháp, đoàn người đông đúc. Bị bị một đứa trẻ động và nên tiết sầm lảo đảo một chút. Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa thì ở trên lầu đã không còn bóng dáng của ngu linh tên nữa. Đôi mắt tưởng đỏ của hắn trở nên ảm đạm, hắn đi ngược lại đoàn người và trở về một mình ngọn lửa bốc lên cao hơn ba thước khiến cho các gia quyến nữ ở tòa cung điện phía tây gieo hò và vỗ tay khen ngợi đó là nhóm nghệ nhân biểu diễn siếc do lễ bộ tuyển chọn từ trong dân chúng đang biểu diễn nghệ thuật cho ninh ân xem nó có ý nghĩa là vui vẻ cùng với người dân trên tường cung điện đón nhiều cơn gió lớn ngu linh tê không có hứng thú với màn biểu diễn nhào lộn ở trên ngói vì vậy nàng lập tức đổi chỗ sang một nơi tránh gió và đứng ngẩn ngơ ở đó Nàng hy vọng rằng lễ đốt đèn sẽ sớm kết thúc để nàng có thể đi dạo phố phường với Ninh Ân vào ban đêm. Ôi trời! Lửa bốc lên cao quá! Một thiếu nữ 14, 15 tuổi đang kéo cánh tay của một phu nhân và nói với vẻ cực kỳ hào hứng, tỉ mau nhìn kìa. Xích chút nữa thì nó bắn vào mặt của tĩnh vương điện hạ rồi. Xịt! Danh hiệu tĩnh vương điện hạ là để cho muội hô to gọi nhỏ như thế sao? Rõ ràng là vị phu nhân đang rất kiêng rè, nàng ta nhỏ giọng giải thích nhóm biểu diễn siếc này đến từ mạn Bắc. Họ hát và nhảy rất giỏi, thành thạo các loại hình nghệ thuật cho nên đương nhiên là người Hán không thể sánh bằng với họ được. Đang uống rượu để cho ấm người, Bù Linh Tê hơi dừng lại một chút khi nghe thấy hai chữ mạn Bắc. Nàng đứng dậy, theo âm thanh mà tìm thấy vị phu nhân kia, nàng cúi người thi lễ rồi nói, phu nhân vừa mới nói là nhóm nghệ nhân siếc đang trình diễn nghệ thuật này là người từ đâu đến cơ. Vị phu nhân này chắc chắn cũng là mệnh phụ của một gia đình làm quan, nàng ta lập tức thi lễ lại và trả lời họ là người Mạn Bắc nô tỳ từng nghe thấy Vu Quân nói rằng họ đều là nô lệ bị bắt tới đây sau khi tiên đề tiêu diệt Mạn Bắc và trò nhào lộn trên ngói rất nổi tiếng ở kinh thành Ngô Linh Tê dựa vào Lan Can và nhìn về phía xa nàng càng nhìn thì càng cảm thấy Hán Tử Đa biểu diễn màn phun ra lửa hướng về phía Ninh Ân kia trông rất quen người Mạn Bắc Tết Nguyên Tiêu Hồng Môn Yến trái tim của nàng như bị một bàn tay to vô hình nắm lấy thật chặt ngọn đèn làm bằng ngọc lưu ly trong tay linh tê rơi xuống đất phát ra một tiếng choang và tan vỡ thành từng mảnh nàng lui lại một bước rồi xoay người rời đi sớm hơn một năm nếu như nàng đoán không lầm thì bởi vì đời này ngu ra vẫn chưa bị tiêu diệt làm cho bè cánh còn sót lại của hoàng hậu kiêng dè thế lực của ninh ân và hồng môn yến đẫm huyết được chuẩn bị tỉ mỉ bởi sự kết hợp giữa các thái giám với nhau kia đã xảy ra sớm hơn đúng một năm so với thời điểm ở trong ký ức của kiếp trước ngay cả vị nhiếp chính vương khiến cho cả thiên hạ phải sợ hãi ở kiếp trước cũng bị thương nặng trong vụ ám sát này và về sau mới có chuyện dùng người sống để đốt đèn để cho hà giận, càng chưa kể đến là Bây giờ Ninh Ân còn chưa phải là nhiếp chính vương. Tỷ, Ngu Linh Tê kéo Ngu Tân Di, người đang sắp xếp một cuộc tuần tra của hàng trăm kỵ ti lại và nói với một giọng nói rút rẩy, tỷ cho muội mượn lệnh bài một chút. Tuế tuế, có chuyện gì vậy? Ngu Tân Di cảm thấy khó hiểu, sao vẻ mặt của muội lại? nhóm nghệ nhân biểu diễn siếc là thích khách của mạn bắc hoàng hậu bày ra tiệc đốt đèn lồng và kết hợp với các thái giám để ám sát tĩnh vương tỷ tỷ mau chóng bảo đại ca đi cứu người đi không còn thời gian để giải thích thêm nữa ngô linh tê tháo lệnh bài ở bên hông của ngô tân di ra nàng đẩy đám đông sang một bên và chạy thục mạng về phía đại điện của tòa tháp ở phía đông mãi cho đến khi bóng dáng của muội muội biến mất trong đám đông ngô tân di mới phản ứng lại nàng triệu tập thuộc hạ và nói nhóm nghệ nhân biểu diễn siếc có vấn đề, nhanh chóng báo cho cấm quân. Ông, tòa tháp đèn cao hơn 30 thước đột nhiên nhô lên từ mặt đất, cửa thành sáng như ban ngày, dân chúng gieo hò vang dội. Đám đông cực kỳ huyên náo làm át đi tiếng gọi ầm ĩ của Ngô Linh Tê. Bức tường cung điện phía đông là nơi ở của các hoàng tử và con cháu của hoàng đế, gia quyến nữ không được tự tiện xông vào. Cấm quân đứng đan xe nhau thành hàng dài để ngăn cản Ngô Linh Tê, người đang thở hồng hộc bởi vì chạy ta đến đây theo lệnh của ngu tư sử ta có chuyện quan trọng cần phải báo cáo với tĩnh vương ngu linh tê lấy lệnh bài của tỷ của nàng ra cấm quân vẫn đứng ngăn cản ở trước cửa như cũ ngu linh tê dứt khoát lấy ngọc bội có họa tiết hình rồng ở bên hông của nàng ra người nào nhìn thấy ngọc bội này giống như đang nhìn thấy tĩnh vương ai trong số các ngươi dám ngăn cản ta ngọc bội có họa tiết hình rồng là vật chỉ có hoàng tử mới có cấm quân thực sự bị dọa cho sợ hãi rồi ngu linh tê không trì hoãn hơn nữa nhân lúc cấm quân đang do dự nàng lập tức đi về phía bữa tiệc nơi đang xem đèn lồng cánh cửa đại điện của tòa tháp mở ra khi nhìn thấy một mỹ nhân mặc quần áo màu đỏ thở hồng hộc và xông vào mọi người trong bữa tiệc đều có chút ngạc nhiên đây không phải là ngu nhị cô nương sao nàng đến đây để làm gì vậy ninh ân đặt cái chén nhỏ ở trong tay xuống một âm thanh rất nhỏ vang lên những tiếng nghị luận nho nhỏ ở xung quanh lập tức ngừng lại Ánh mắt của Ngu Linh Tê và Ninh Ân chạm nhau, nàng lấy lại sự bình tĩnh, cất bước đi lướt qua nhóm nghệ nhân biểu diễn siếc và đi về phía Ninh Ân. Ngọc bội của Điện Hạ bị rơi cho nên thần nữ mang nó đến cho Điện Hạ. Ngu Linh Tê cố gắng làm cho hô hấp ổn định lại, nàng quỳ xuống trước mặt Ninh Ân, hai tay nâng ngọc bội lên. Nàng lướt nhìn về phía nhóm nghệ nhân biểu diễn siếc và một số đại thần đang nháy mắt ra dấu hiệu với nhau, trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Nhận ra được bầu không khí không ổn, đôi mắt của Ninh Ân lập tức từ từ híp lại. Vẻ mặt của hắn trông giống như thường lệ, thậm chí còn nở một nụ cười tao nhã. Hắn nhỏ giọng nói, tuế tuế, nàng không nên đến đây. Sau đó, một tay của hắn nắm lấy cổ tay Ngu Linh Tê, hắn kéo nàng vào trong lòng và đồng thời dùng tay kia nâng cái chén nhỏ rỗng lên để che chắn. Gần như cùng lúc đó, một con dao găm nhỏ và dài đâm xuyên qua đáy của cái chén nhỏ, đôi mắt tối đen của Ninh Ân lộ ra tia sáng lạnh lẽo một trận động đất lớn xảy ra, các bánh răng trên tòa tháp đèn bắt đầu chuyển động. Tia lửa bắn tung tóe ở khắp nơi giống như những mảnh vụn vàng bạc tô điểm cho bầu trời đêm. Đèn đuốc sáng rực rỡ, tiếng kêu gào của dân chúng như thủy triều dâng đến, bao trùm lên tiếng động ở trong đại điện của tòa tháp. Bởi vì tình huống xảy ra khẩn cấp nên ngu hoán thần không thể huy động được quá nhiều người và hắn ta nhanh chóng bị người của thôi ám ngăn chặn ở dưới tòa tháp. Hai đội quân đối đầu nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lần này thôi đề đốc thực sự đã mang hết vốn liếng của mình ra rồi. Ngưu hoán thần giữ chặt cây kiếm ở bên hông, bộ áo giáp bạc và áo choàng trắng của hắn ta lay động theo gió, ngươi và mạn bắc thông đồng với nhau đúng không? Nghe vậy, thôi ám chậm rãi nói, thật sự rất đáng tiếc vì người tới không phải là ngu tướng quân. Nhưng mà không sao, con trả nợ thay cho cha cũng được. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngu hoán thần nhíu mày, ngón tay đặt trên chuôi kiếm không để lại dấu vết mà hơi động đậy ngô tân di người đang trốn ở trong bóng tối lập tức hiểu ý và trốn vào trong đám đông ngô tướng quân đã gặp bổn đốc rất nhiều lần nhưng lần nào ông ta cũng không nhớ được ta là ai thôi ám nở nụ cười với vẻ u ám hình như ông ta đã quên mất một người của dị tộc bị ông ta sát chết đã quên mất trong số tù binh của mạn bắc có một thiếu niên nhỏ tuổi đang run lầy bẩy bị xích lại bởi dây thừng và đi bằng chân trần suốt cả đoạn đường tiến vào kinh thành. Cách trường, Vào lúc nguy hiểm ập đến, ký ức như tia lửa văng khắp nơi, ngũ linh tê nhớ ra rất nhiều chi tiết. Ví dụ như sau vụ ám sát vào Tết Nguyên Tiêu ở kiếp trước, Ninh Ân thật sự đã không ra ngoài mấy ngày. Trên ám khí kia có độc, bị thương nặng như vậy còn có thể sống sót, thật là hiếm thấy. Bệnh cũ trầm trọng ẩn giấu mà không phát bệnh, sống muộn gì cũng giống như tòa nhà sụp đổ, ai biết được tương lai sẽ như thế nào các thái y thấp giọng nói chuyện đi qua ngô linh tê dựa vào cửa sổ lẳng lặng đặt quyển sách trong tay xuống sau đó không lâu sau nàng nhìn thấy ninh ân chống gậy bước ra ngoài ung dung dẫn theo thuộc hạ của mình đi xét nhà diệt tộc hắn vẫn cao quý và điềm tĩnh không có dấu vết của sự mệt mỏi và khô héo trên khuôn mặt nhợt nhạt và lạnh lùng mạnh mẽ như thể không có gì trên thế giới này có thể tiêu diệt và sát chết hắn nhưng lòng người thịt dài trên đời làm sao có tấm thân nào không nát nhìn thấy vũ nữ đang múa ô giấy bí mật xoay tay cầm ô ngô linh tê không biết lấy sức lực ở đâu theo bản năng đẩy ninh ân sang một bên gần như cùng một lúc hàng chục am khí cỡ kim bạc dài rác như hoa lê đinh đinh cắm vào vị trí ban đầu của ninh ân ngô linh tê ôm chặt ninh ân sợ hắn sẽ bị thứ am khí kịch độc này cào nát cánh tay như kiếp trước một chút ẩm ướt chảy ra từ cổ nóng đến mức khiến cả người nàng run lên Ngô Linh Tê vô thức đưa tay lên sờ, trong ánh nến sáng ngời và sống động, đầu ngón tay đỏ bừng làm đau mắt nàng. Nàng đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn huyết từ từ chảy ra từ mũi Ninh Ân, đồng tử mở to khẽ run lên. Làm thế nào mà? Ngô Linh Tê không thể tin được và đưa tay chạm vào chóp mũi của hắn. Nàng rõ ràng đã chặn những mũi kim độc đó, tại sao Ninh Ân vẫn chảy huyết? Ninh Ân nắm lấy đầu ngón tay của nàng, siết chặt trong lòng bàn tay. Đừng chạm vào, bẩn. Hắn bình tĩnh đưa tay lên lau sạch vết huyết trên mũi, sau đó thờ ơ lau sạch trên thi thể bên cạnh. Vừa rồi bản vương còn thắc mắc tại sao ngọn lửa mà tên phun lửa này phun ra lại có màu xanh tím. Còn khói bốc nghi ngút, giờ mới hiểu có phải hoàng hậu nương nương đã bỏ thuốc độc vào rượu phun lửa không. Ngu Linh Tê nhìn theo tầm mắt của hắn, ngay lập tức căng thẳng. Hoàng hậu từ đâu xuất hiện, theo sau là một thị vệ vũ lâm vệ xa lạ. Chỉ là đao của đám người vũ lâm vệ này không nhằm vào thích khách, mà là đặt ở trên cổ Ninh Ân, sau đó khống chế vài tên đại thần đang có ý định kêu cứu. Những người còn lại hoặc là những người trung lập sợ hãi không dám lên tiếng, hoặc là đồng đảng đã bị hoàng hậu âm thầm lung lạc. Không tồi, tĩnh vương cẩn thận và xảo quyệt, bản cung không thể không dùng một chút thủ đoạn đem thuốc đặc chế trộn lẫn vào trong rượu phu lửa. Thấy mình đã khống chế được mọi người, phùng hoàng hậu không còn che giấu nữa, kéo phượng bào vào trong đại sảnh nói, thuốc này khi hòa tan trong rượu không thể ngửi được. Chỉ có khói do ngọn lửa đốt lên mới có thể làm cả người bị tê liệt, chất độc lạ xâm nhập toàn bộ cơ thể và ngũ tạng. Đây là thông tin mà kiếp trước ngu linh tê chưa từng biết. Rốt cuộc, mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát. Hay lắm, Ninh Ân vỗ tay khen ngợi, ngay cả bản vương cũng phải không phục độc dược này được bỏ thật thông minh. Tên nhóc điên này vẫn còn có thể cười. Không biết loại độc dược này có nguy hiểm hay không, Ngô Linh Tê cố nén sự hoảng sợ trong lòng, bình tĩnh nói, hậu cung không bàn chuyện chính sự, vẫn mời nương nương nghĩ kỹ lại, suy nghĩ vì tiểu điện hạ. Hiện tại, cách duy nhất có thể làm là câu giờ càng nhiều càng tốt cho thuộc hạ của Ninh Ân và cấm quân của huynh trưởng. Ánh mắt của Phùng Hoàng hậu rơi vào Ngô Linh Tê. Gương mặt bà ta vẫn hiền từ, trong ánh sáng của đao kiếm khắp cả đại sảnh, đôi mắt giếng cổ không chút gợn sóng sóng lộ ra vẻ quỷ quyệt bình yên. Ngươi cũng ở đây à, vậy bản cung đỡ phải bận tâm đến việc đi tìm người. Phùng Hoàng hậu vân vê chuỗi hạt Phật trong tay, một câu nói đã chọc thủng tâm tư của Ngu Linh Tê, muốn kéo dài thời gian, bản cung khuyên ngươi không nên lãng phí tâm tư. Ngu hoán thần thông đồng với giặc bên ngoài, đã bị thôi ám bắt rồi, tử hình ngay tại chỗ. Ngu Linh Tê siết chặt ngón tay. Thích khách đã trà trộn vào lễ hội đèn lồng, ngu thiếu tướng quân phụ trách bảo vệ tự nhiên không thoát khỏi dính líu, còn mang trên lưng tội danh cầu kết với thích khách phùng hoàng hậu muốn dùng kế một viên đá sắt hai con chim để diệt trừ ngu ra đây là một kế hoạch hoàn hảo và thâm hiểm thậm chí còn chi tiết tỉ mỉ hơn cả hồng muôn yến tổ chức ở tết nguyên tiêu kiếp trước ninh ân bị độc tố ảnh hưởng thân thể tê liệt yếu ớt không nhận được nữa liền ngã sang một bên ngô linh tê vội vàng nhích lại gần hắn đỡ lấy thân thể sắp ngã của hắn thì thào nói chàng có sao không ninh ân nhìn nàng trong đôi mắt đen có ánh sáng yếu ớt nhảy lên như muốn đưa tay lên sờ má nàng nhưng nâng lên được một nửa lại rơi xuống. Ngô Linh Tê nhanh chóng đỡ lấy lòng bàn tay đang rơi của hắn và giữ chặt nó. Nếu ta là Linh Tê, lúc này nên vạch rõ ràng với bản vương và chủ động đầu hàng. Ninh Ân cười nhẹ nói. Câm miệng. Ngô Linh Tê hận không thể lấp kín cái miệng đáng ghét của hắn lại. Một tên vũ lâm vệ từ bên ngoài đại sảnh chạy đến đóng cửa lại. Nương nương, cấm quân đã bị thôi đầy đốc kiềm chế mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát nghe đến đây trong lòng ngu linh tê lạnh đi một nửa dọn dẹp sạch sẽ phùng hoàng hậu không do dự một số thị vệ của vương phủ lập tức hét lên rồi ngã xuống Ngô tân di đi xuống dưới lầu chạm mặt với một chàng trai mặc áo choàng vàng môi đỏ răng trắng ninh tử trạc vừa chui ra khỏi yến hội đốt đèn lồng cầm đèn lồng hình con hổ ngây ngô mắt chó đột nhiên sáng lên ngu tư sử ta đang muốn đi tìm ngươi, ngươi nhìn trước đèn lồng này. Không có thời gian. Ngu Tân Di liếc nhìn cảnh náo loạn dưới bức tường, đang định đi qua Ninh Tử Trạc lại đột nhiên dừng lại. Nghĩ đến điều gì đó, nàng ấy quay lại, nhìn Ninh Tử Trạc nói, bây giờ ngươi có thể đến cung Thượng Dương được không? Ninh Tử Trạc gật đầu, ta là cháu trai của Hoàng Thượng, đương nhiên có thể. Trước khi hắn ta có thể nói xong, đã bị Ngu Tân Di kéo đi. Đừng phát ra tiếng, đừng hỏi tại sao. Ngu Tân Di kéo Ninh Tử Trạc đi như bay, nhỏ giọng nói, đưa ta đi gặp Hoàng thượng, nhanh lên. Phía đông điện tuyên đức. Lên keo một tiếng, một con dao găm đẫm huyết được ném dưới chân Ngu Linh Tê. Ánh mắt Ninh Ân dừng lại trên con dao găm, trong mắt hiện lên một tia đỏ sẫm. Những ký ức từ 7 năm trước hiện về trong tâm trí, cứ lởn vởn như một cơn ác mộng. Giữa mẹ con các ngươi chỉ có một người có thể sống, trong bóng tối vô tận, một giọng nói thương cảm của một nữ nhân truyền đến, hãy sát chết con trai ngươi, bản cung sẽ cho ngươi sống. Con dao găm này có quen không? Phùng hoàng hậu nhìn ninh ân. Bà ta lộ ra vẻ mặt thương hại, như là thưởng thức sự giãy giụa sắp chết của con mùi. Hồi đó mẹ con các ngươi chỉ có thể có một người được sống, thế nhưng lệ phi không chút do dự đâm lưỡi dao vào ngực ngươi. Ngô Linh Tê đột nhiên ngước mắt lên, nhìn ninh ân với vẻ không thể tin được. Nàng nhớ lại câu chuyện mà Ninh Ân kể khi nàng ở trong nhà kho cực lạc hương kia. Con sói lớn bắt hai mẹ con sói con, sau đó ném một con dao găm trước mặt họ. Nó nói với mẫu thân con sói con rằng giữa nó và con trai chỉ có thể sống một người. Ngô Linh Tê đã từng hỏi Ninh Ân rằng kết thúc của câu chuyện là gì. Lúc đó hắn suy nghĩ hồi lâu, liền cười lạnh tự diễu, mẫu thân của con sói con chắc là sẽ đâm dao găm vào ngực mình. Hắn hỏi ngược lại, trong chuyện xưa, tất cả mẫu thân đều làm thế phải không? Ngu Linh Tê nhớ tới vết thương nhỏ hẹp trên ngực Ninh Ân, liền quặn đau không rõ nguyên nhân. Ninh Ân không phải là đứa trẻ trong chuyện xưa. Hắn luôn sống trong địa ngục. Cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Giọng nói của Hoàng hậu cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngu Linh Tê, lặp lại thủ đoạn cũ, giết tĩnh vương, bản cung sẽ cho người sống. Ngu Linh Tê chỉ nhìn Ninh Ân với đôi mắt đỏ ướt, Phùng Hoàng hậu không chỉ muốn sát Ninh Ân mà còn dùng cách tàn bạo nhất mà ta đang tận hưởng khoái cảm tra tấn sát chóc đến phút cuối cùng. Hơi thở của Ngu Linh Tê run lên dữ dội. Cho dù vừa rồi nàng lao vào đại sảnh để đưa tin cho Ninh Ân hay bị đám người làm phản dùng đao cưỡng chế thì nàng chưa bao giờ rối loạn tâm trí như lúc này. Ninh Ân cũng nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh như băng đen. Ngô Linh Tê không biết cậu thiếu niên 7 năm trước đã phải đau đớn và tuyệt vọng như thế nào để đổi lấy Ninh Ân bình tĩnh đến mức gần như tàn nhẫn trước mặt mình. Ngô Linh Tê run rẩy rối ngón tay ra và cầm con dao gam. Ninh Ân vẫn lười biếng nghiêng người nở một nụ cười dịu dàng với nàng. "Khi ta chết, Linh Tê sẽ được tự do." Ninh Ân thấp giọng cười, "Nếu như dao này không sát được ta, thì Linh Tê sẽ đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn bị trói buộc trên người bản vương." Tên Điên, tên điên này Ngô Linh Tê siết chặt ngón tay, ánh mắt dần trở nên kiên định. Nàng đột nhiên giơ tay lên, dùng hết sức không chút do dự đâm một nhát dao vào người Vũ Lâm Vệ đang ôm cổ Ninh Ân. Đây là sự lựa chọn của nàng. Dao găm sắc bén thổi gió lạnh bên tai, Ninh Ân ngẩn người nhìn thiếu nữ yếu đuối dũng cảm trước mặt. Ngô Linh Tê là bất ngờ trong bất ngờ nhất trong trò chơi này. Nàng đã chọn hắn. Lần này, hắn không bị bỏ rơi. Sau đó là một tiếng len keng tên vũ lâm vệ kia phản ứng lại kinh hãi đến mức vội vàng nâng dao lên đánh rơi con dao găm trên tay nàng chính là bây giờ ngô linh tê che lại cổ tay mình lảo đảo một bước hét lên ninh ân chàng còn muốn diễn tới khi nào con dao găm bị đánh bay đi rơi chính xác vào tay ninh ân sau đó hắn vung trái tay theo chiều ngang hai gã vũ lâm vệ đang vây quanh mở to mắt một dòng huyết chảy ra từ cổ họng rồi khuỵu xuống như một con rối bị đứt chỉ gần như cùng lúc một vài mũi tên lông vũ đến từ bên ngoài cửa điện tuyên đức sợi dây nối tháp đèn và điện tuyên đức bị đứt hàng trăm chiếc đèn lồng đung đưa như những ngôi sao rơi theo hình vòng cung đập mạnh vào bức tường cung điện tháp đèn lung lay sắp đổ tên lửa và mùn cưa văng ra khắp nơi giống như một đám đom đóm đang nhảy múa thu hút sự chú ý của dân thường và tất cả thị vệ gác cổng ban đêm ánh lửa đung đưa soi rõ vết huyết đao kiếm trong đại sảnh mọi người kêu lên đội ngũ của thôi ám không khỏi hỗn loạn đội hình tiếng trống vang như sấm trầm phong và chích kích hành động theo hiệu lệnh mỗi người dẫn một đội tiến vào đại sảnh nhân cơ hội này ngu hoán thần rút kiếm sông vào vòng vây hét lớn có thích khách theo ta hộ giá nhận thấy sự việc sắp bị bại lộ tay đang lần chuỗi phật châu của phùng hoàng hậu dừng lại một chút thôi ám không có ngăn cản người của ninh ân nhất định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhìn thấy chớp mũi của ninh ân lại dì huyết Phùng hoàng hậu cũng không còn ham chiến nữa, rút lui khỏi cửa Tây cung dưới sự hộ tống của cung nữ. Khi nhìn thấy người của Ninh Ân cuối cùng cũng chạy đến hiện trường giải cứu, Ngu Linh Tê thở ra được hơi thở dồn dập trong lòng, nàng ngã xuống đất như thể mất hết sức lực. Ninh Ân một tay nắm lấy eo nàng, ánh mắt lưu lại trên gò má tái nhợt còn vương chút nước mắt của nàng, hắn nhíu mày, giết sạch. Ninh Ân lau khô ngón tay, sau đó cúi xuống nhấc đầu gối Ngu Linh Tê lên, ôm lấy cả người nàng đi về phía cửa cung điện trên sàn gạch sạch sẽ. Ngũ Linh Tê vùi mặt thật chặt trong ngực hắn, đầu ngón tay run lên vì lạnh. Cảm nhận được sự sợ hãi của nàng, Ninh Ân siết chặt vòng tay và hôn lên đỉnh đầu nàng. Không sao đâu, tuế tuế. Hắn nói nhỏ, không để ý đến những bông hoa huyết dụ đang nở sau lưng. Cách trương, bởi vì bị ám sát đột ngột, trong cung cơ bản đã bị quét sạch, trên gác mái vẫn còn có nữ quyến vội vàng thả đèn lồng xuống. Cổng điện tuyên đức hỗn loạn, Cấm quân canh phòng cẩn mật, nhưng không ai dám ngăn cản bước chân của Ninh Ân. Gió đêm se lạnh, thổi bay những vì sao trên khắp bầu trời. Ninh Ân bế Ngô Linh Tê lên xe ngựa của phủ Tĩnh Vương, sau đó mở áo choàng ôm nàng vào lòng, vuốt ve bờ vai đang run rẩy của nàng. Thị vệ nhìn thẳng, hỏi chỉ thị, điện hạ muốn đi đâu? Ninh Ân rũ mắt xuống, ấm áp nói, đưa tuế tuế đi xem đèn lồng, được không? Làm sao Ngô Linh Tê còn tâm trí để xem đèn lồng? Nàng nhớ tới chiếc đèn trời thiêu người còn sống bùng cháy mạnh mẽ ở kiếp trước, sự điên cuồng tuyệt vọng của Ninh Ân mặc áo choàng màu tím nhúm huyết, cổ họng nghẹn ngào. Gọi thái y đến giải độc. Ngô Linh Tê nắm chặt áo Ninh Ân, thở nhẹ nói. Ninh Ân cười cầm lấy tay Ngô Linh Tê, từ nhỏ ta đã nếm qua độc dược, thể chất cũng khác người thường, liều thuốc này sẽ không sát được ta. Đi gọi thái y. Ngô Linh Tê cố chấp ngước mắt lên, giọng điệu trầm trọng thêm. Thị vệ bên ngoài cỗ xe nghe thấy tiếng kêu nghiêm nghị bên trong xe, bả vai run lên theo bản năng. Kể từ khi tĩnh vương thượng vị, tâm tư thâm trầm thủ đoạn tàn nhẫn, đã từng thấy ai ra lệnh cho hắn với giọng điệu nghiêm nghị như vậy. Cô nương này không khỏi quá cậy sủng mà kêu rồi. Nhóm thị vệ lo lắng đề phòng, nhưng Ninh Ân lại mỉm cười nuông chiều. Môi hắn chạm vào những bông hoa tươi sáng được vẽ giữa chán ngu linh tê và nói, quay về phủ, gọi dược lang đến đây. Trên tường cung điện, Thôi ám bị ngu hoán thần dùng một đao đâm vào mũ quan. Khác với mái tóc của người hán xã tung rơi xuống dưới, làm cho khuôn mặt của hắn ta thêm vài phần hung ác nham hiểm. Thôi ám cũng chỉ là thái giám, không có hoàng hậu chống lưng, danh không thuận ngôn bất chính, máy chục tên thủ hạ vũ lâm vệ hoàn toàn tan rã lòng quân, chỉ có vài tên tâm phúc vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống cự. Ngu hoán thần cầm đao chỉ vào thôi ám, trầm trọng nói, bảy bộ lạc của Mạc bắc đã bị tiêu diệt từ lâu, ngươi cần gì phải làm giấy lên hỗn loạn. Nếu ngươi tận mắt nhìn thấy cha bị chém chết từ trên ngựa xuống, ngươi từ một tướng quân tiền đầu vô lượng biến thành nô lệ bị thiến, ngươi cũng sẽ khuyên bản thân mình như vậy sao? Đêm đen như mực, thôi ám từ từ sửa sang lại mái tóc rối tung của mình, ngu tướng quân dựa vào việc chém sát cha của ta và người trong tộc của ta để nổi danh. Bây giờ con của ông ta lại đến chất vấn ta cần gì phải thật đúng là tình cảm cao thượng. Ngu hoán thần co mày, năm đó cha ta chỉ là tuân lệnh Bắc Trinh, nếu các ngươi không dùng mỹ nhân để hiến tế đến hạ độc tiên đế, làm sao lại dẫn tới thảm họa diệt tộc? Nhân quả báo ứng, nên ta báo thù cho tộc của mình thì có gì sai? Khuôn mặt luôn tươi cười quanh năm của thôi ám lộ ra một chút oán hận trong chuyến Bắc Trinh mùa thu năm ngoái, đáng ra ngu ra các ngươi nên chết ở tại Bắc. Hoàng đế thậm chí không có thời gian để trải đầu, đã vội vã chạy đến điện tuyên đức dưới sự hộ tống của Ninh Tử Trạc và Ngu Tân Di, đúng lúc nghe thấy lời nói của thôi ám. Phản rồi! tất cả đều phản rồi. Đôi mắt đục ngầu của hoàng đế mở to, tức giận đến mức ho khủ khụ không ngừng. Hắn ta được giao cho một người hầu quan trọng, thế mà lại là tàn tích của tướng giặc ẩn náu trong cung. Nếu không được tận mắt chứng kiến và tận mắt nghe thấy, chỉ sợ ông ta còn chẳng hay biết gì. Thôi ám nhau mắt. Lúc này hắn ta mới hiểu rõ, ngu hoán thần đang cố tình trì hoãn thời gian nói lời khách sáo để hoàng đế hiểu được ai mới là kẻ phản bội câu kết với giặc ngoài thực sự thua ở trong tay của ngươi, ta không oan. Thôi ám giơ tay, lùi lại một bước cho đến khi lưng dựa vào hàng rào chạm khắc của bức tường cung điện rồi mới bước lên. Ngu hoán thần không kịp ngăn cản, thôi ám đã ngửa mặt nhảy xuống từ trên lầu. Hắn ta nhanh chóng điều chỉnh cơ thể và leo lên những sợi dây ánh sáng đan sen, dựa vào sự giảm sóc của dây thừng, lăn xuống đất. Sau đó sát chết hai người lính cấm quân không kịp phản ứng, được đồng đảng đã chờ đợi từ lâu đưa đi, lẫn vào đám đông chạy trốn dưới sự bao phủ của bóng tối. Ngu hoán thần đập mạnh vào lan can, lông mày nhíu lại. Ngu tân di bảo ninh tử chạc sắp xếp tốt cho hoàng đế, bước tới và nói, đã cho người đuổi theo rồi, không chạy thoát được đâu. Đây không phải là điều ngu hoán thần nghĩ tới, cho dù hắn không ra tay, người của tĩnh vương cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho thôi ám. Hắn chỉ không ngờ rằng thôi ám đã thực hiện kế hoạch trả thù của mình từ sớm như vậy. Nếu không phải vì một trận ốm nặng năm ngoái mà bỏ lỡ chuyến Bắc Trinh, không biết sẽ có điều gì đang chờ đợi ngu ra. người của Ninh Ân hành động rất nhanh khi quay về phủ Tĩnh Vương. Dược Lang bị hủy một nửa khuôn mặt kia đã đợi sẵn trong đình. Không có đèn lồng màu sắc rực rỡ trong phủ Tĩnh Vương, màu sắc tươi sáng duy nhất là những giá nến đặt trên sàn đang xen trong đại sảnh. Dược Lang hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi kiểm tra mạch đập và triệu chứng của Ninh Ân, người biếng nói, độc này tuy nguy hiểm, nhưng vì thể chất đặc biệt của Điện Hạ không hít nhiều nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Dược lang lấy ra hai viên thuốc màu đen và đưa cho Ninh Ân. Thuốc này vừa nhìn đã biết là đang muốn chết, Ngô Linh Tê định rót nước cho hắn uống, nhưng nhìn thấy Ninh Ân đã bóp hai viên thuốc bỏ vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống. Thuốc đắng đến mức cong lưỡi lại, nhưng hắn lại thích thú như thể đang nếm một viên kẹo quý hiếm. Uống xong viên thuốc trong khoảng một chén trà, Ninh Ân đưa tay lên môi, ho ra một ngụm huyết mà khuôn mặt không chút thay đổi, từ chóp mũi cũng chảy ra một dòng huyết đỏ tươi. Hô hấp của Ngô Linh Tê cứng lại, tại sao còn nôn ra huyết? Tiểu nương từ đừng sợ, phun ra huyết độc là tốt rồi. Dược lang cầm bút viết một đơn thuốc, đưa cho Ninh Ân, mỗi ngày hai liều, liên tục trong 7 ngày. Sau đêm nay ta sẽ đi du lịch khắp thế giới, xin điện hạ cẩn thận, ngay cả cơ thể bách độc bất xâm cũng không thể chịu được sự lan lộn như vậy. Nói xong, hắn cũng không ở lại nữa, cõng hộp thuốc trên lưng chắp tay từ biệt. Người hầu lấy đơn thuốc và đi xuống sắc thuốc, trong đại sảnh chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và kìm nén của Ngu Linh Tê. Khóc cái gì? Ninh ân ôm Ngu Linh Tê vào lòng, đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, trầm giọng nói, ta chỉ có một bảo bối như tuế tuế, nếu khóc đến hỏng, dù ta chết 10.000 lần cũng không đáng tiếc. Ngu Linh Tê nhẫn nhịn suốt dọc đường, nhưng khi nhìn thấy vết huyết trên môi Ninh ân, Nước mắt vẫn không ngừng trào ra. Nàng lấy tay áo lau môi cho hắn, nghẹn ngào nói, nhưng mà, ta cũng chỉ có một bảo bối như Ninh Ân thôi. Ninh Ân yên lặng nhìn nàng. Ánh đến trước mặt sáng ngời, lỗ thủng trong lòng đang từ từ lành lại, tuôn ra một luồng nhiệt ấm. Hắn bật cười, nụ cười đẹp đến điên cuồng trên đôi môi mỏng dính huyết tươi. Nàng biết không, Tuế Tuế. Ninh Ân chạm nhẹ vào bông hoa giữa hai lông mày ngu linh tê áp chóp mũi vào chóp mũi nàng, tự nhủ thầm, đêm nay ta rất vui. Trong giọng nói lưu luyến của hắn, có một sự mãn nguyện bệnh hoạn, như thể cuối cùng hắn đã thu hoạch được một kho báu hiếm có trong trò chơi tự ngược. Bao nhiêu lời nói của Ngu Linh Tê đều nghẹn lại, cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể. Cũng may, sau khi Ninh Ân uống viên thuốc, thật sự cầm huyết mũi, ngâm mình trong hồ nước đầy sương mù, sắc mặt dần dần có chút sức sống. Một lúc sau, hắn dầm một tiếng đứng dậy, những giọt nước rơi xuống cơ thể rắn chắc và lạnh lẽo của hắn, cứ tùy tiện đạp lên mặt đất ướt đẫm chậm rãi bước lên bờ. Ngu Linh Tê đã cười dày và tất và dựa vào trên giường, thấy vậy tim đột nhiên nhảy dựng, theo bản năng quay mặt đi, mí môi nói, chàng biết hoàng hậu định sát mình sao. Ninh Ân tùy tiện túm lấy áo chàng cuốn lại, ngồi đối diện Ngu Linh Tê, muốn câu được cá lớn, phải dùng thân thể làm mồi. Thấy nàng cao mày, Ninh Ân thản nhiên cười một tiếng, dù sao ta cũng không chết được nếu không chết được thì không ai đau lòng sao ngu linh tê đột nhiên có chút tức giận trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nói đã có chuẩn bị tại sao chàng không ra tay sớm hơn chàng có thể ra tay sớm hơn ninh ân xõa tóc dựa vào lưng ghế nói bởi vì muốn cho tuế tuế đau lòng lúc đó hắn nghĩ linh tê mềm lòng như vậy nói không chừng bản thân tỏ ra đáng thương một chút thì cả đời này nàng sẽ không nỡ rời đi nhưng khi nhìn thấy ngu linh tê lo lắng đến mức bật khóc nhìn thấy nàng đâm kẻ thù với con dao găm trên tay mà không chút do dự, kết quả người đau lòng lại chính là hắn. Chỉ vì chuyện này, Ngô Linh Tê không thể tin được. Ninh Ân không nói gì, vươn tay muốn kéo nàng, nhưng Ngô Linh Tê né tránh tay hắn, nhìn hắn trầm trầm hồi lâu rồi lặp lại lần nữa, chẳng đánh cược mạng sống của mình chỉ vì cái này. Nàng có chút tức giận, nàng không thích Ninh Ân coi thường trả đạp thân thể của mình. Có lẽ là nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nàng, vẻ mặt Ninh Ân mới bình tĩnh lại. Những giọt nước bên cạnh ao nhỏ giọt vào bể tắm nước nóng, kêu len keng một tiếng, những gợn sóng nhẹ tạo thành những vòng tròn. Một lúc lâu sau, khi Ngu Linh Tê cho rằng Ninh Ân sẽ không giải thích, đôi môi mỏng tái nhợt của hắn khẽ mím lại nữ nhân đó hận ta, ngày đó chạy ra khỏi cung. Hắn chỉ nói một câu, rồi mím chặt môi ngô linh tê sững sờ một lúc mới nhận ra nữ nhân đó trong miệng ninh ân có lẽ là mẫu thân của hắn đây là bí mật sâu nhất chôn giấu trong lòng ninh ân khiếp trước hắn thả xóa sạch mọi chuyện liên quan đến lệ phi cũng không muốn nhắc tới trực giác của ngô linh tê nhận ra rằng tất cả nỗi đau và sự cố chấp của ninh ân đều liên quan đến bí mật sắc bé này sự tức giận trong lòng nàng như làn khói bị gió thổi bay bỗng chốc trôi đi chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng và hoang mang nàng ngồi ở trên giường nhìn ninh ân một hồi lâu Thấy hắn không có ý định nói tiếp, nàng nghẹn giọng hỏi, ta có thể dựa vào chàng không? Ninh ân nhìn nàng, môi hơi nhếch lên, dùng ngón tay gõ gõ vào đầu gối mình. Vì thế ngu linh tê đứng dậy, ngồi trên đùi ninh ân với chiếc váy màu hoa đinh hương nhạt, tựa đầu vào vai hắn. Ninh ân không nói gì, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ vào tóc mai của nàng, khoanh tay ôm lấy nàng. Ngu linh tê mặc kệ hắn vùi mặt vào cổ hắn, điều nàng thực sự cần dựa vào lúc này chính là kẻ điên lấy mạng sống của mình ra đánh cược này ta từ nhỏ đã ốm yếu nên nương dồn hết tâm sức để chăm sóc ta dạy ta nói chuyện và đọc chữ may quần áo và trải tóc cho ta ngô linh tê cười nói bà ta là mẫu thân dịu dàng và ân cần nhất mà ta từng thấy đúng không giọng nói trầm thấp của ninh ân vang lên bên tai khi ta sinh ra nữ nhân đó chưa từng lướt mắt nhìn ta một cái bởi vì trong người ta có dòng huyết của kẻ thù sát phu quân bà ta ngô linh tê ép mặt chặt hơn hạ giọng ngũ danh của ta được nương của ta đi chùa từ an hỏi bà ấy hy vọng ta sẽ bình an mỗi năm nhũ danh của ta cũng có một cái ninh ân bật cười tiểu xúc sinh tập trung nhưng phần lớn thời gian bà ta đều khinh thường gọi ta ngô linh tê vòng tay qua eo hắn không nói tiếp được nữa có lẽ là bắt đầu hoặc có lẽ hương thơm trong ngực hắn lúc này quá ấm áp nên ninh ân tự mình gánh lấy Nữ nhân đó kiêu ngạo, nhưng yếu đuối và nhát gan. Bà ta không muốn thỏa hiệp, cũng không có dũng khí để chết. Vì vậy bà ta sống rất đau khổ. Giọng ninh ân nhẹ nhàng và bình tĩnh, như thể hắn đang kể chuyện của người khác. Hắn nói nữ nhân kia bị kẻ thù cưỡng bức và tìm mọi cách để thay đổi thân phận vào cung, nhưng bị tra tấn đến mức cuồng loạn. Bà ta thường xuyên ngồi im, thường xuyên khóc lóc thảm thiết, dần dần kẻ thù cũng không còn hứng thú với bà ta nữa. Thật xấu hổ khi có một phi tần bị điên, huống chi người bị ép đến điên lại là tẩu tẩu trước đó của ông ta. Kẻ thù sợ hình tượng anh minh thần võ của ông ta sẽ bị vấy bẩn nên đã phong tỏa cả cung điện của bà ta, không ai được phép ra vào. Trong cung điện lạnh lẽo, thú vui duy nhất của lệ phi là hành hạ con trai. Có vẻ như bà ta có thể giảm bớt cơn đau bằng cách đơn giản là gây ra nỗi đau cho con trai mình. Nhiều năm trôi qua, dần dần, ngay cả vị hoàng đế cũng quên mất sự tồn tại của con trai mình. Cho đến một đêm khuya, hai thái giám từ cung khôn ninh ném một cái xác xuống một cái giếng khô bên ngoài lãnh cung trong khi tiêu hủy chứng cứ họ đã bị lệ phi cách một bức tưởng phá vỡ những người chết đều là cung nữ hầu hạ hoàng hậu sinh con họ bị sắt ngay trước khi rời cung khi về già bên cạnh cái giếng khô vẫn còn nửa trang hồ sơ vụ án của thái y viện chưa bị thiêu dụi hoàn toàn vì vậy lệ phi đã biết được một bí mật kinh thiên động địa một bí mật đủ để lật đổ hoàng hậu và mang đến họa sát thân cho bà ta năm đó bà ta đưa chàng ra khỏi cung là vì đi tránh nạn sao giọng nói của ngu linh tê căng thẳng phải cũng không phải một tay ninh ân ôm ngu linh tê một tay chống đầu chậm rãi nói bà ta thực sự muốn trốn khỏi cung nhưng bà ta không định đưa ta đi cùng như ta đã nói bà ta ghét ta vì trong người ta chảy dòng huyết dơ bẩn của người đó ngu linh tê im lặng phu quân trước của bà ta cố gắng lắm mới liên lạc được với bà ta nói muốn đưa bà ta ra khỏi cung trốn đi thật xa. Bà ta vô cùng vui vẻ nên đã tự tay xuống bếp nấu cho ta một bát chè, lần đầu tiên trong đời nấu canh cho ta. Bà ta nói bà ta sẽ đối xử tốt với ta vĩnh viễn, dỗ ta uống canh rồi nhanh đi ngủ. Ninh ân híp mắt cười một tiếng, thuốc trong canh kia chính là cửu u hương mà Linh Tê đã từng yêu cầu ở dục giới tiên đô. Trái tim của ngu Linh Tê đột nhiên loạn nhịp, đây là trò lừa đảo đầu tiên mà Ninh ân gặp phải nhưng bà ta không ngờ rằng ta đã bị ép và bị lừa cho ăn rất nhiều thuốc độc từ khi còn là một đứa trẻ nên thể chất của ta khác với người thường bát thuốc kia không có tác dụng gì đối với ta nửa đêm mơ mơ màng tỉnh dậy kế hoạch của bà ta đã bị phá vỡ chỉ có thể đưa ta đi cùng nói đến đây ninh ân bật cười nụ cười đó có chút lạnh lùng không rõ là thương cảm hay là diễu cợt bà ta thật là ngu ngốc một nữ nhân điên cuồng lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhiều năm trong lãnh cung sao có thể đáng để người khác điều mình cứu nàng thật vất vả mới chạy trốn được đến ngôi miếu hoang tàn bên ngoài cung thế nhưng chờ đợi ở ngoài đó lại là hoàng hậu và vũ lâm vệ tới để bắt gian đôi mắt đen của ninh ân nguội lạnh chế nhạo nói việc sau đó chắc linh tê đã biết rồi tất cả những điều này chỉ là một cái bẫy do hoàng hậu răng ra để mua chuộc lệ phi để giữ miệng cho mình mà thôi ngôi miếu nhỏ đổ nát tượng Phật bằng đá lốm đốm đáng thương, đêm tối mịt mù lạnh lẽo, không ai đến cứu họ. Cách trường Trong căn phòng sạch sẽ đầy hơi nước, ánh đèn nhảy lên phủ một lớp kim sa nhạt màu lên ngọc trắng trong suốt. Không còn chỗ trống trong miệng, vì vậy Ninh Ân nắm lấy tay ngu linh tê, để đầu ngón tay chạm vào vết sẹo trên ngực thay cho dùng môi hôn. Thân thể này kiếp trước ngu linh tê đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng không có lần nào như đêm nay, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến trái tim nàng du lên, cảm xúc dâng trào. Nàng áp vào ngực của Ninh Ân, không biết vì sao, nhớ đến con chó săn có xương cổ bị Ninh Ân bóp nát bằng hai tay sau khi bị thương ở kiếp trước. Trong tiềm thức của hắn, thay vì nhìn con chó săn kéo dài hơi tàn, tốt hơn là nên cho nó chết một cách sảng khoái. Cũng giống như khi hắn đâm mẫu thân bị dày vỏ của mình trong ngôi miếu đổ nát. Ngô Linh Tê không biết phải nói gì, vì vậy nàng chỉ có thể che đi sự nghẹn ngào trong cổ họng bằng một nụ hôn, cho đến khi hơi thở gấp, ý thức chìm sâu vào ngay cả lúc này ninh ân vẫn ngồi nhàn hạ như cũ chỉ hơi ngẩng đầu lên đỡ gáy nàng ngu linh tê lùi lại hơi khó thở nói ninh ân chẳng còn nợ ta một thứ ninh ân hơi nhíu mắt mãi cho đến khi ngu linh tê mạnh dạn nắm lấy vạt áo choàng đen của hắn khẽ nhấc đầu ngón tay lên ninh ân mới nhận ra thứ mà nàng đang nói đến chính là sự trong trắng chưa kịp lấy đi trong ngày cưới muốn yêu sâu hơn sao Ngô Linh Tê nghiêm túc nhìn hắn, một vũng nước ánh lên trong đôi mắt hạnh của nàng, phảng phất sự dịu dàng và kiên định. Nàng không muốn xuống địa ngục với một người điên, nàng muốn lên bầu trời với hắn. Ninh Ân đột nhiên khẽ cười một tiếng, đôi mắt sơn mải sâu thẳm dường như muốn nhấn chìm tất cả. Được thôi, tầm nhìn đảo lộn, phụ quân Tuấn Mỹ khàn giọng thay câu trả lời bằng hành động thực tế. Ninh Ân nhớ tới khi còn nhỏ, thỉnh thoảng hoàng đế sẽ tới tìm nữ nhân đó mỗi lần nữ nhân đó luôn khóc lóc thảm thiết hắn lại bị nhốt trong căn phòng nhỏ bên cạnh thu mình trong góc tối chỉ biết bịt tai tuyệt vọng ngay từ đầu chỉ là ngây thơ sợ hãi nhưng khi lớn lên hắn chỉ cảm thấy bẩn thỉu và kinh tởm cái gọi là việt nam nữ trong mắt hắn chẳng qua chỉ là động vật thấp kém nhất đang giao phối nhưng ngu linh tê thì khác ninh ân cung kính hôn lên sự ướt át nơi khóe mắt nàng căm tâm tình nguyện hiến dâng huyết thịt của bản thân để hiến tế linh hồn dã thú Giữa mùa đông, căn phòng sạch sẽ lại ấm áp như mùa xuân. Chân nến đã cháy hết, một vài trong số chúng lần lượt bị dập tắt, khuôn mặt tuấn tú sâu thẳm của Ninh Ân cũng trở nên mơ hồ. Mộ Linh Tê nằm trên vai Ninh Ân ổn định hơi thở, mái tóc dài xõa tung trên bờ vai gầy, vòng eo thon thả rủ xuống, trên cánh tay Ninh Ân có một vũng đen mềm như mực. Ninh Ân thản nhiên vuốt tóc nàng, đứng lên trong tư thế ôm nhau, ôm nàng trong tay đi về phía bể nước nóng bước chân gập ghềnh ngu linh tê căng thẳng mím chặt môi theo bản năng hơi nước đung đưa theo sóng nước rồi khẽ khép lại nước nóng phủ lên người nàng một chút ngu linh tê cảm thấy hơi đau không khỏi nhíu mày liêu manh ngu linh tê không còn sức lực ngay cả mắng người cũng khàn khàn ninh ân ngồi trong nước để ngu linh tê ngồi trên đùi mình chậm rãi cọ rửa cho nàng là tuế tuế tự nó muốn yêu sâu hơn một chút ngu linh tê tức giận chừng mắt nhìn tức giận mở miệng cắn lên vai hắn một cái cơ bắp của nam nhân vừa lạnh vừa cứng ngay cả lông mày cũng không nhíu lại chút nào nàng đang làm gì vậy cánh tay đầy gân xanh của ninh ân đặt trên thành bể giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự dung túng cũng cho chàng một con dấu ngũ linh tê vùi vào vai hắn nghiến răng nghiến lợi mơ hồ nói không rõ ninh ân cười cười giọng nói trầm thấp vừa yêu nhã vừa điên cuồng không đủ đau dùng sức một chút Cuối cùng Ngu Linh Tê cũng thả lỏng sức lực, nói nhỏ, không nỡ. Nàng nới lòng hàm răng, hôn lên dấu răng nhỏ mười nhạt rồi dựa vào cổ Ninh Ân nằm trong vòng tay hắn. Nàng quá mệt mỏi, không lâu sau liền mơ màng ngủ thiếp đi. Giữa đường, dường như Ninh Ân đưa nàng ra khỏi bể tắm nước nóng, lau người cho nàng rồi bôi thứ gì đó mát lạnh lên vết bầm tím quanh eo, lăn lộn nàng một hồi. Tuế tuế, Linh Tê. Bên tai truyền đến một giọng nói khàn khàn nóng bỏng. Ngô Linh Tê bất mãn hừ một tiếng, nhưng ngay cả sức lực để giơ tay lên cũng không có, đành phải thuận theo hơi thở mà che môi lại. Vòng tay ôm eo siết chặt hơn, cuối cùng thế giới cũng yên lặng trở lại. Khi Ngô Linh Tê tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Nàng đang nằm trên chiếc giường rất rộng của Ninh Ân, da nàng áp vào chân bông mềm mại, bên tai có tiếng sột soạt khi lật giấy tờ. Ngô Linh Tê cử động cơ thể một cách khó khăn, quay đầu lại, Quả nhiên nhìn thấy Ninh Ân đang khoác chiếc áo tràng rộng dựa ở đầu giường. Vào mùa đông, hắn chỉ mặc một chiếc áo tràng mỏng ở giữa, hai vết cào màu đỏ nhạt hiện rõ dưới vặt áo lỏng lẻo phía trước. Bù thứ chuyện tối hôm qua hiện lên trong đầu, Ngô Linh Tê không kìm được nóng bừng hai má. Quả nhiên ở phương diện nào đó, kẻ điên nhỏ và kẻ điên lớn giống nhau đều không nói đạo lý. Ánh mắt Ninh Ân chuyển từ sau quyển sách nhấc lên, lướt mắt một cái sang đây, tỉnh rồi. Ninh Ân lấy quyển sách trống cầm tay còn lại thò vào chân bông, xa eo đau nhức của ngu linh tê. Cả người ngu linh tê run lên, giọng mũi nhỏ nhẹ sau khi ngủ, quần áo của ta đâu. Phải bôi thuốc, Ninh ân cục mắt xuống, lấy một lọ thuốc mỡ che lại. Vừa xoa nắn vừa chậm rãi nói, nhờ phúc của tuế tuế, tối hôm qua ta đột nhiên hiểu ra một chuyện. Lời nói của hắn không đầu không đuôi, ngu linh tê chớp mắt nghi hoặc. Ninh ân cúi người, mái tóc đen sau tai xõa xuống, thấp giọng nói, tính chất của ngọc trắng quả thực mềm mại và tinh xảo hơn nhiều so với ngọc đen. Ngô Linh Tê sững sờ một lúc, rồi tức giận đẩy Ninh Ân ra. Ninh Ân bị nàng đẩy đến gương mặt lệch về một bên, thay vì lùi lại tiến lên phía trước, ngược lại ôm nàng chặt hơn, trong cổ họng khẽ cười một tiếng làm lồng ngực khẽ run lên. Nàng là của ta, hắn nói nhẹ nhàng. Ngô Linh Tê bị ôm chặt đến khó thở, đành phải thả lòng cơ thể, vòng tay mảnh khảnh ôm eo hắn, khóe miệng nhếch lên, chàng cũng là của ta. Trong một lúc, Ngu Linh Tê nhớ ra điều gì đó. Không xong rồi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu khỏi lòng ngực của Ninh Ân, hoảng sợ nói, cả đêm chưa về, chắc cha nương rất lo lắng. Mặc dù đêm qua là Tết Nguyên Tiêu, theo truyền thống của triều đại này, đêm nay nam nữ không có ngăn cách, thanh niên có thể vui chơi thả đèn cả đêm. Nhưng tại lễ hội đèn lồng tối qua lại xảy ra chuyện lớn như vậy, dù sau cũng nên báo bình an cho gia đình. Ninh Ân nháo nháo cổ Ngu Linh Tê nói, bu Hoán Thần đã tới rồi. Huynh trưởng đến rồi. Ngu Linh Tê ngạc nhiên, khi nào? Giờ máu. Ninh Ân chậm rãi nói, lúc đó Tuế Tuế rất mệt mỏi ngủ thiếp đi, ta không nỡ đánh thức nên đã tự đi nói với hắn. Ngu Linh Tê có một linh cảm không tốt, hỏi, chàng chàng nói với huynh ấy như thế nào? Ninh Ân liếc nhìn chiếc áo choàng lỏng lèo trên người và vết đỏ trên ngực, nói, thì cứ như vậy mà nói với hắn thì cứ như vậy mà. Hô hấp của ngu linh tê cứng lại. Bên ngoài cửa điện truyền đến hai tiếng gõ cửa cốc cốc. Người hầu bẩm báo nói, điện hạ đã tìm ra được nơi ở của thôi ám. Lúc này ngu linh tê mới khôi phục tinh thần lại từ sự xấu hổ, nói nhỏ, mau đi xử lý công việc đi. Ninh ân ngậm lấy vành tai của nàng, lúc này mới mặc áo đứng dậy. Khi hắn đẩy cửa điện ra, nụ cười ôn hòa trong mắt liền trở nên ớn lạnh. Sau khi Ninh Ân đi ra ngoài, lập tức có thị tỷ lục tục đi vào hầu hạ. Mắt bọn họ nhìn thẳng, không nói nhiều, điều này khiến Ngu Linh Tê đỡ ngượng ngùng. Thị tỷ dọn dẹp phòng sạch sẽ bên ngoài điện đi ngang qua, Ngô Linh Tê thoáng thấy họ đang cầm trên tay một bộ váy hoa đinh hương nhạt quen thuộc. Nàng nhớ tối hôm qua, Ninh Ân vừa mới tiện tay lấy áo lót của nàng lau chùi. Hai má khô khốc, nàng vội vàng đứng dậy nói, "Chờ đã." Nàng nhận lấy chiếc váy từ tay thị tỷ nấp sau tấm bình phong rồi lật ra, không khỏi thắc mắc. Lại lật lại lần nữa nhưng vẫn không thấy chiếc áo lót bị vấy bẩn. Tất cả quần áo ở đây sao? Mu Linh Tê hỏi. Hồi cô nương, đều ở đây. Thị tỷ có chút cẩn thận, không biết là nô tỳ đã làm rơi cái gì. Không có gì đâu. Mu Linh Tê giả vờ trả lại quần áo như bình thường. Quái lạ, chiếc áo lót đã biến đi đâu? Sau khi rửa mặt trải đầu chỉnh tề, dùng bữa cực kỳ tinh xảo phong phú, Ngu Linh Tê để lại một lá thư cho Ninh Ân, thông báo cho hắn mình muốn về Ngu Phủ một chuyến. Nàng không muốn giấu giếm mọi chuyện liên quan đến Ninh Ân với gia đình mình. Không ngờ, vừa ra khỏi cổng phủ tĩnh vương đã nhìn thấy xe ngựa của Ngu Phủ dừng lại trước bậc thềm. Lần này, cha đích thân đến đón nàng. Ngu tướng quân nhìn nữ nhi rõ ràng đã qua đêm thay quần áo, vẻ mặt nghiêm nghị có chút phức tạp, một lúc sau trầm giọng nói, lên xe trước đi. Cách trường, tẩm điện của phủ tĩnh vương nam nhân nằm trên giường hai mắt nhắm chặt làn da tái nhợt không còn chút huyết mạch đập càng lúc càng yếu vị thái y trẻ tuổi bình tĩnh mà thu tay về viết một đơn thuốc giúp phục hồi lại nguyên khí sau đó kho người lui ra ngoài ngay khi thái y vừa ra khỏi đại điện nam nhân bị thương đang hấp hối nằm trên giường bệnh bỗng nhiên mở bừng mắt đôi mắt kia vô cùng lạnh lẽo ninh ân phun viên thuốc bị đè ở dưới lưỡi ra co chân lại đứng dậy nói đuổi theo hắn ta Thái y không trở lại y viện mà là đi vòng một vòng, sau đó tiến vào một quán trọ. Không bao lâu sau, một con chim bồ câu bay ra từ sân sau của quán trọ, bay về phía đông. Con chim ưng xám trên sườn núi nghiêng nghiêng đầu, bay sát theo nó. Hai canh giờ sau, trước đại lao của hình bộ trong phủ Tĩnh Vương. Ninh Ân mang một bộ y phục màu đen làm từ lông cáo bước từ trên cựu xuống, con chim ưng xám bay một vòng trên không trung sau đó ngoan ngoãn đáp lên cánh tay mạnh mẽ của hắn đi dọc theo thềm đá u ám nối xuống tận tầng cuối cùng một luồng khí âm u và thối rửa thổi vào trong mặt ta thật không ngờ thất điện hạ lại có thể làm đến bước này thôi ám bị xích sắt trói chặt trên giá mỗi miệng đầy huyết nhưng vẫn cố nở một nụ cười lạnh nhạt nếu như ninh gia các ngươi và ta không có mối thủ diệt tộc thì có lẽ điện hạ cùng với ta đã có thể vui vẻ trò chuyện cùng nhau như người cùng một thế giới rồi ninh ân bắt chéo chân ngồi xuống ghế sửa sang lại tay áo sau đó nói chính ngươi là người đã rời lực chú ý của ninh đàn lên ngu linh tê năm lần bảy lượt nhằm vào nàng ấy giọng nói của hắn trầm thấp mang theo sự cứng rắn ai bảo nàng ta lại là nữ nhi của ngu uyên thôi ám bật cười ngu tân di ngu linh tê các nàng ta đáng ra phải bị bắt giữ như những người trong dòng tộc của ta nếm thử sự nhục nhã khi bị người khác tra tấn nếu không phải vì ngu ra quá may mắn thì kế hoạch của hắn ta đã sớm thực hiện được rồi Thôi ám dám thoải mái thừa nhận như vậy là bởi vì hắn ta biết rằng Ninh Ân sẽ không sát hắn ta. Trong tay hắn ta nắm giữ quá nhiều bí mật của hoàng hậu, nếu như Ninh Ân muốn loại bỏ hoàn toàn chướng ngại vật thì hắn nhất định phải lấy được khẩu cung của hắn ta, buộc hắn ta trở thành nhân chứng. Có phải ngươi đang nghĩ rằng chỉ cần một ngày ngươi không chịu khai ra thì sẽ lại thêm một ngày bổn vương không thể sát ngươi? Giọng nói đầy khinh thường của Ninh Ân vang lên, "Thật đáng tiếc, người như ta đây khi làm việc chỉ quan tâm là có thích hay không?" chưa bao giờ quan tâm đến đạo lý. Tâm tư của thôi ám bị đoán trúng, nụ cười trên khóe miệng trượt cứng đờ. Nó lắng cái gì? Ninh ân đặt ngón tay lên huyệt thái dương, gương mặt tuấn Mỹ mang vẻ khó lường, ngươi động đến người mà bổn vương đặt trên đầu quả tim, nếu chỉ chết đi như vậy thì quá có lợi cho ngươi rồi. Hắn vừa nâng tay lên, lập tức có một tên thuộc hạ mang đến chồng võng xa bằng bạc ám khói. Thôi ám đã từng xử lý qua nhiều người như vậy, Đương nhiên hắn ta biết loại dụng cụ tra tấn võng xa này nhìn qua thì có vẻ đẹp mắt, nhưng thực ra lại vô cùng lợi hại. Chỉ cần buộc tấm võng xa này lên trên thân thể, thịt sẽ lập tức phồng ra từ các ô như là vầy cá. Sau đó có thể dùng một con dao nhỏ sắc bén cắt bỏ từng mảnh, từng mảnh thịt một ở trên người xuống. Ba ngày, một ngàn đao, bổn vương sẽ từ từ chơi với người. Nói đến đây, Ninh Ân hơi dừng lại rồi mỉm cười, suýt nữa thì quên mất thôi đầy đốc chắc cũng chưa được tới hai lạng thịt, không cần đến một ngàn đào. Khuôn mặt bình tĩnh và thong dong của thôi ám cuối cùng cũng nứt ra để lộ sự nham hiểm và ác độc vốn có. Hắn ta cười lớn lên, lạnh lùng nói, được, tốt lắm thanh đao của điện hạ phải đủ sắc bén mới được. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn ta không thể nói được nữa. Ninh ân đi ra khỏi đại lao, ngồi vào trong kiệu, cầm lấy chiếc khăn ướt do người hầu đưa đến, lau khô từng ngón tay của mình hắn thay đổi bảy tám cái khăn cho đến khi những ngón tay trắng nõn thon dài bị lau đến đỏ lên lúc này hắn mới mở nắp của lò sưởi nhỏ ra để hương gỗ lạnh lẽo cuốn đi mùi huyết tươi trên cơ thể nếu nước trong không đủ để rửa đi sự dơ bẩn trên tay thì đổi sang thứ khác mềm mại và sạch sẽ hơn để tẩy rửa nó ninh ân nắn vuốt ngón tay đặt miếng ngọc bích đen được chạm khắc tinh xảo trong lòng bàn tay xuống thản nhiên nói đến ngu phủ đã hai ba ngày kể từ khi trở về phủ ngô linh tê sẽ thường xuyên ra cháu phòng ở sân sau ngồi một lúc ánh tà dương nhẹ nhàng chiếu xuống bên cửa sổ nơi này vẫn giữ lại dáng vẻ như lúc vệ thất rời đi mỗi chiếc bàn chiếc ghế dường như vẫn còn vương lại hơi thở của hắn nàng đang chìm trong suy nghĩ thì chợt nhìn thấy một chiếc lá phong còn sót lại theo ngọn gió bay xuống rơi trên chiếc bàn ở bên cạnh cửa sổ ngô linh tê nhặt chiếc lá phong lên phiến lá như ngọn lửa sau khi trải qua một mùa đông rét bút cùng mưa bão gió tuyết chúng vẫn giữ được màu đỏ tươi của riêng mình. Nàng xoay tròn chiếc lá phong trong tay, sau đó cầm bút lên chấm vào nghiên mực, viết xuống hai hàng chữ cực nhỏ trên chiếc lá phong. Nguyện ngã như tinh, quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương tiểu khiết. Dịch, nguyện ta như sao, người như trăng, đêm đêm lấp lánh tỏ cùng đôi. Sau khi đặt bút xuống và chờ khô, nàng khẽ đọc nó lên, không nhịn được mà đoán xem lúc này Ninh Ân đang làm gì. A à Hoàn nói đến rượu mơ pha ớt muội cũng không chịu uống, vậy mà lại chạy tới đây ngồi ngẩn ngơ một mình. Giọng nói của ngu hoán thần truyền đến từ phía sau, hắn đi đến ngồi xếp bằng đối diện với ngu linh tê, nhìn muội muội của mình một lúc lâu, vẫn đang nghĩ về những gì mà phụ thân nói sao. Ngu linh tê đè chiếc lá phong dưới cái chặn giấy, thu lại tâm tư nói, huynh trưởng, vì sao cha lại không thích ninh ân. Đây là vấn đề mà kiếp trước nàng chưa từng gặp phải. Ở kiếp trước, Nàng sống cô độc một mình mà không phải lo lắng gì, muốn đi theo Ninh Ân thì theo, không cần quan tâm hay suy xét cái gì gọi là ràng buộc của thế tục, thanh phận hay lợi ích. Nhưng ngày ấy khi trên xe ngựa quay về phủ tĩnh vương, cha không nói một lời nào. Từ nhỏ Ngu Linh Tê đã được yêu thương và cưng chiều, khi mà Ngu Uyên nói chuyện với nàng cũng sẽ theo bản năng mà nhẹ giọng hơn, nàng chưa bao giờ thấy phụ thân của mình nghiêm nghị và im lặng như vậy. Ngu Hoán Thần suy nghĩ một lát, sau đó chỉ hỏi một câu, Tuế Tuế có biết tĩnh vương đã xử lý những tên thích khách và cận thần tham gia vào lễ hội đèn lồng đó như thế nào không? Đương nhiên là Ngu Linh Tê biết, nàng vẫn nhớ như in hình ảnh từ kiếp trước của mình. Ngu Hoán Thần nói, một số người trong số đó là người tham dự giả, một số thì chỉ là người bị ép buộc phải tham gia sau đó liên lụy vào. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả bọn họ đều bị treo trên cặp gỗ dưới cửa cung, thắp đèn trời. Là vì những người đó muốn sát hắn trước. Ngu Linh Tê giải thích, người khác muốn đẩy hắn vào chỗ chết, người ngoài như chúng ta không có tư cách buộc hắn phải lấy ơn báo oán. Đúng là như vậy, đứng ở cương vị là một người bề trên, huynh phải khen tĩnh vương một câu rằng hắn đánh sát thực quả quyết, nhưng nếu với tư cách là mũi phu của hắn thì huynh thấy hắn là người quá nguy hiểm. Ngu hoán thần dừng một lát sau đó mới nói tiếp, đương nhiên, đây không phải là thứ mà bọn ta quan tâm nhất. Hắn đứng dậy, đóng cửa sổ lại. Đóng cửa lại, huynh xin nói vài lời đại nghịch bất đạo. Tĩnh vương đã đi đến vị trí này thì việc lên được ngôi vị hoàng đế cũng chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Mặc dù chính bản thân hắn không muốn trở thành hoàng đế, nhưng với cương vị của hắn, những người dưới trướng của hắn cũng sẽ vì tiền đồ và lợi ích của tương lai mà tiến cử hắn lên ngay vàng. Ngu hoán thần thở dài, nhìn muội muội của mình, nghiêm túc nói, người tàn nhẫn nhất chính là hoàng đế, đến lúc đó 72 phi tần cùng tam cung lục viện, đứng sau mỗi nữ nhân đó đều là một gia tộc có góc dễ vướng víu khó gỡ tuế tuế có thể chịu đựng sự tủi thân này sao một người kiêu ngạo như muội thực sự có thể chấp nhận việc bản thân phải chia sẻ người nam nhân của mình với nữ nhân khác hắn nói phụ thân không phải là không thích ninh ân nhưng có rất nhiều việc cần phải cân nhắc cẩn thận cho dù đó có là lập trường của một người cha hay là của một vị cận thần sự phân tích bình tĩnh của huynh trưởng như một hòn đá ném xuống biển trong lòng ngu linh tê bắn lên vô vàn bọt nước nhỏ Đúng vậy, đời này Ninh Ân chưa từng bị gãy chân, hắn vẫn khỏe mạnh, xuất thân thấp kém đã không còn là thứ có thể ngăn cản hắn tiến lên phía trước. Hắn có muốn trở thành hoàng đế không? Ngô Linh Tê không chắc lắm. Điều duy nhất mà nàng chắc chắn đó chính là tình cảm của mình đối với Ninh Ân. Huynh trưởng, mặc dù trong mắt huynh muội và vệ thất chỉ mới quen biết nhau hơn một năm, nhưng muội đã phải mất một thời gian rất lâu, rất lâu mới có thể hiểu được một điều đôi mắt của ngu linh tê cong cong dịu dàng nói trong lòng muội chỉ có thể chứa được một mình ninh ân nếu đã như vậy muội vì sao phải nhát gan rồi dừng bước chỉ vì một chuyện chưa xảy ra chẳng lẽ chỉ vì một người sợ bị té ngã liền không cho phép người đó được bước đi sao tuế tuế muội tin tưởng hắn cũng giống như cách mà muội tin tưởng huynh trưởng và cha sẽ không bao giờ làm muội tổn thương vậy rõ ràng giọng điệu của nàng vô cùng nhẹ nhàng còn mang theo ý cười nhưng trong đó lại chứa đựng một sự mạnh mẽ và kiên định không thể giải thích được. Tiểu thư, tĩnh tĩnh tĩnh. Hồ đào chạy nhanh đến, đỡ lấy khung cửa tĩnh một lúc lâu, sau đó hít một hơi thật sâu nói, tĩnh vương điện hạ đến rồi. Ngô Linh Tê sửng suốt một lúc, không rảnh mà để ý đến ngu hoán thần nữa, nàng nhanh chóng nâng váy lên chạy ra ngoài. Ánh mặt trời cuối đông có màu trắng nhạt cùng chút hơi lạnh. Tà váy của Ngô Linh Tê mang theo gió, giải lùa tung bay như làn khói, nàng xuyên qua những chiếc đèn lồng được trang trí cho tết nguyên tiêu trên hành lang chạy thẳng đến sảnh chính nơi dùng để tiếp khách quả nhiên ninh ân đang ngồi trên ghế chủ vị hắn nghe thấy tiếng bước chân đôi mắt đen liền nhìn về phía nàng đang chạy qua đôi môi hắn hơi mấp máy gần như không thể thấy được không coi ai ra gì mà vẫy tay với nàng hơi thở của ngu linh tê có chút gấp gáp nàng đi đến bên cạnh hắn khố khụ đột nhiên trong đại sảnh vang lên hai tiếng ho khan Ngô Linh Tê thoáng nhìn qua gương mặt biến đen lại nghiêm nghị của cha, vội vàng kiềm chế lại, quy quy củ củ mà hành lễ, điện hạ. Chỉ là đôi mắt kia vẫn trong veo, lộ ra tia sáng rõ ràng, không có chút xấu hổ hay kiêng rẻ nào. Lại đây, trước mặt Ngu Uyên và Ngu Tân Di, Ninh Ân thản nhiên đưa tay lên nhiều nhau má Ngu Linh Tê, như thể đang ước lượng xem hai ngày nay nàng về nhà đã tăng thêm được bao nhiêu lạng thịt. Gầy đi một ít rồi, người của Ngu ra hầu hạ như thế nào vậy? Ninh Ân nheo mắt lại. Thấy sắc mặt của phụ thân càng ngày càng phức tạp, Ngô Linh Tê đành phải kéo cánh tay của Ninh Ân xuống, nhỏ giọng nói, sao chẳng lại tới đây. Bổn vương đến đón tuế tuế về phủ. Ninh Ân vô cùng bất mãn mà hạ tay xuống, đặt trên đầu gối gõ gõ, nếu người đã đến đây rồi vậy thì ta không quấy giày ngu tướng quân nữa. Có lẽ Ngu Uyên chưa bao giờ thấy một người nào đến lấy đi viên ngọc quý trên tay của mình mà lại có thể ăn nói một cách hùng hồn như vậy, nhất thời nghẹn đến mức cổ cũng căng ra. Người này cùng với người khi làm vị thất quả thực là hai mặt khác nhau. Nhưng Ngu Tân Di đã lập tức phản ứng lại, nói thẳng, Tuế Tuế sẽ ở lại khuê phòng, vẫn chưa xuất giá thì sao có thể ở trong phủ đệ của Điện Hạ được. Ninh ân nhẹ nhàng ồ lây một tiếng, vậy bây giờ bổn vương sẽ lập tức gửi xính lễ đến. Ngu Linh Tê mím môi, dùng ánh mắt ra hiệu với Ninh ân, ý nói, chàng muốn làm gì, xính lễ ở đâu. Ngu Tướng Quân là người ngay thẳng, sẽ rất coi thường việc bổn vương đưa vàng bạc châu báu đến, cho nên ta đổi sang một món sinh lễ có ý nghĩa hơn vậy. Hắn phất tay lên, lập tức có người hầu mang một cái khay đi vào, bên trên đặt một bối tóc xoăn bị cắt sát đến tận gốc. Đây là, ngu tân di chỉ cần lướt mắt một cái đã có thể nhận ra, điện hạ đã bắt được thôi ám rồi sao? Phần sinh lễ này, đã vừa lòng chưa? Ninh ân hỏi. Ninh ân có chuẩn bị mà đến, ngu uyên chuyển sự chú ý lên nữ nhi nhà mình ánh mắt kia nặng trĩu nhưng lại vô cùng quan tâm. Ngô Linh Tê suy nghĩ một lúc, cuối cùng lùi về sau một bước, quỳ xuống đối diện với Ngô Uyên. Trong lúc nhất thời, mọi người trong sảnh đều mang vẻ mặt khác nhau. Ánh mắt của Ninh Ân có chút lạnh lẽo. Ngay cả khi tức giận, hắn cũng chỉ dám dùng miệng để trừng phạt tuế tuế. Không ai có thể phạt nàng quỳ gối, ngay cả khi đó là cha của nàng. Ninh Ân đứng dậy, cúi người đỡ lấy vai của Ngô Linh Tê, Đôi mắt u ám nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng, Tuế tê, tê muốn tự mình đứng lên, hay là để bổn vương khiến cho mọi người ở đây quỳ xuống chung với nàng. Hàng lông mi của Ngô Linh Tê khẽ chớp, xoa nhẹ lên bàn tay của Ninh Ân để chấn an hắn. "Cha." Nàng nhìn về phía phụ thân, người mang dáng vẻ mạnh mẽ nhưng lại đang vô cùng đau lòng, nói thẳng tâm tư của mình ra, "Cha, đây là Tĩnh Vương điện hạ, là người mà trong lòng con đã xác định. Con sẽ không vì y mà vứt bỏ công ơn dưỡng dục của cha." nhưng mong cha có thể xem con như một nữ tử bình thường đồng ý cho con lựa chọn người mà con yêu trong sảnh chính im lặng ngô linh tê thở nhẹ một hơi mỉm cười nói bây giờ con muốn ở một mình với người trong lòng của con một lát mong cha cho phép nói xong nàng chắp tay hành lễ sau đó đứng dậy nắm tay ninh ân kéo ra ngoài ánh tà dương trải dài trên nền đất như sợi kim sa ngô hoán thần bước ra từ hành lang Ánh mắt nặng trĩu nhìn về phía phụ thân của mình, lắc đầu. Chiếc váy sáng màu của Ngô Linh Tê đan trồng lên với bộ y phục có màu gỗ đàn hương của Ninh Ân, nếu như không quan tâm đến những thứ không thể xác định kia của tương lai, thì đôi người trẻ tuổi trước mắt này thực sự là một bức họa tuyệt đẹp với nhiều màu sắc. Ngô Linh Tê mang Ninh Ân ra sân sau. Bước vào cháo phòng thêm lần nữa, bộ y phục màu tím của gỗ đàn hương trên người Ninh Ân đã rút đi sự ngây ngô của thiếu niên thay vào đó là một loại khí chất cao quý không gì có thể sánh được. Tuế Tuế đang suy nghĩ nên lấy lý do gì để kéo dài thời gian quay lại vương phủ sao. Ninh ân thuận theo nàng mà ngồi đối diện với án kỷ, vươn tay ra phủi đi lớp bụi trên tà váy bị dính phải khi quỳ trên đất lúc nãy của Ngu Linh Tê. Ngu Linh Tê không biết giọng nói này của hắn là có đang tức giận hay không, vậy nên chỉ có thể mỉm cười giải thích. Cha có nỗi lo lắng riêng của mình, sợ ta khi gả vào hoàng tộc sẽ phải chịu tủi thân. Việc chúng ta phải làm là dùng hành động thực tế để đánh tan đi những lo lắng này của ông ấy. Ninh Ân dùng tay chống cằm, hỏi, gạo nấu thành cơm còn chưa đủ để xua tan đi nỗi lo lắng của ông ấy sao? Khi nghe nhắc đến vấn đề này, Ngu Linh Tê lập tức trở nên bối rối, trái tim cũng nóng bừng lên. Cơ thể thật vất vả mới có thể hồi phục thật tốt, bây giờ đột nhiên lại mơ hồ có chút đau nhức. Những cặp đôi bình thường đều là sau khi yêu nhau, cha nương cảm thấy yên tâm thì mới có thể cho phép thành thân. Đôi mắt của Ngu Linh Tê như một hồ nước mùa thu, nhẹ giọng nói, ta cùng với Điện Hạ vẫn chưa có yêu đương nghiêm túc đâu. Đây là sự thật của cả hai kiếp. Ninh ân cười như không cười, chỉ im lặng nhìn nàng, có chút ánh sáng xuyên qua cửa sổ giấy chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, anh Tuấn không tỉ vết. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại nói ra lời nói chẳng tốt đẹp chút nào. Ninh ân nghiêm túc, dùng ánh mắt chiều mến nói với nàng đêm trước đã yêu sâu như vậy rồi vẫn không tính sao ngô linh tê bực mình liếc hắn một cái nàng cố gắng kéo chủ đề chính quay về lấy ra chiếc lá phong có ghi câu tâm tình của mình được đè dưới chặn giấy ra đẩy đến trước mặt ninh ân ninh ân thuận tay cầm nó lên hơi nhướng mày nói một chiếc lá sau đó hắn nhìn thấy vài chữ nhỏ trên chiếc lá phong ánh mắt hơi ngừng lại nguyện ngã như tinh quân như nguyệt dạ dạ lưu quang tương tiểu khiết thấy ninh ân nhìn chằm chằm thật lâu ánh mắt ngô linh tê không cầm lòng được mà cũng dịu dàng hơn một phiên lá gửi gắm tương tư đưa cho vệ thất đây mới đúng là yêu đương vệ thất đã rất lâu rồi ninh ân không nghe thấy tên gọi này rất hoài niệm hắn cẩn thận đặt chiếc lá phong sang một bên hàng chữ hướng lên trên lại nhìn nó một hồi lâu sau đó mới chậm rãi mỉm cười nói lại đây bổn vương sẽ cho tuế tuế một món quả đáp lễ Ngô Linh Tê vừa thấy nụ cười dịu dàng này của hắn, lập tức cảm giác được có chỗ nào đó không đúng. Không có giấy. Nàng trần trừ nói. Không sao, trước mắt đã có một làn da trắng như tuyết đây rồi. Trong lúc nói chuyện, đôi tay của Ninh Ân cũng ôm chặt lấy eo của Ngô Linh Tê, dễ dàng đỡ nàng ngồi lên trên án kỷ. Chàng làm gì vậy? Ngô Linh Tê theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng lại bị Ninh Ân dùng một tay ấn lên vai, một tay khác thì đặt lên eo nàng. Kéo nhẹ, áo choàng và trung y liền tụt xuống khuỷu tay, để lộ ra tâm y màu hồng phấn cùng với phần eo lưng trắng nõn đầy tinh xảo. Ngô Linh Tê vô thức mà dùng mình, sau lại thấy Ninh Ân cúi xuống dán lên người nàng, lót vải của y phục với chất liệu mềm mại cọ lên lưng khiến nàng hơi run rẩy. "Đừng cử động." Ninh Ân dùng tư thế nửa giam cầm mà bóp eo nàng, giọng khàn khàn nói bên tai nàng. Hắn từ từ cầm bút lên, chấm mực, sau đó bắt đầu viết lên vùng eo trắng như tuyết kia. Võng sa, một loại hình cụ dùng để tra tấn tù nhân trong thời phong kiến ở Trung Quốc, nó có dạng như một lưới thép. Thắp đèn trời là một kiểu tra tấn của thời cổ đại tại Trung Quốc, người tù bị lột trần, quấn trong bao tải, ngâm vào thùng dầu, treo lên một cây cột sau đó châm lửa đốt. Người tù nhân sau khi bị châm lửa sẽ bốc cháy, ngọn lửa cháy cao như ngọn đèn trời. Trung y, áo lót mang bên trong các bộ đồ cổ trang. Tâm y, áo yếm, cách trương.